Hello mấy chị nha. Rồi chị nào vô rồi cho em xin nút cắm bài tương tái với cả nhà ơi. Cái túi này hốt của Gigi nè cả nhà, ở trên tốt tốt đó đúng không? Rồi chị nào vô rồi cho em xin nút chấm bài tung tái đi cả nhà ơi. Nay lay túi mấy chị ơi, tối hãy lên áo quần ha. Rồi chị nào vô rồi cho em xin nút chấm bài tung tái đi cả nhà ơi. Hôm nay lên túi nha mấy chị nha, hãy lên sớm túi để mấy chị nhận kịp kịp lễ đi cả nhà ơi. Chứ mấy hồi hãy lai sáng quá cái xong mấy chị nhận không kịp quá. Mấy chị cứ hối hả, ngày nào mấy chị cũng nhắn tin Hải ơi, hàng tới chưa, Hải nóng lắm cả nhà, nóng ruột quá. Nên là hãy tranh bữa nay hãy biết rồi, nên làm Hải phải tranh thủ lai sớm nha mấy chị nha. Ví dụ như là túi này chị hãy lai sớm để cho mấy chị mua nha mấy chị nha, để nó kịp nhận kịp trước lễ nha mấy chị nha, trước lễ. Chứ để lúc mà mình đi kiểu như gần lễ rồi mà mấy chị chưa có nhận được á, hoặc là hãy gửi trễ á cả nhà, xong rồi mình cứ đợi hoài nó không có ấy. Xong mấy chị nhắn tin ngày nào khách cũng nhắn tin Hải ơi, túi gửi chưa Hải, tới chưa, kiểm tra cho chị á nha mấy chị nha. Nên là đợt này sẽ tranh thủ hãy sẽ lai sớm cho mình ha. Hôm nay có nhiều túi đẹp lắm á cả nhà. Rồi xem like chấm bài tương tác cho em đi cả nhà ơi, xem like chấm bài tương tác cho em nha mấy chị nha. Rồi hãy lên hàng tặng nha mấy chị nha, chị ăn đầu like nha mấy chị ơi. Ôi cái túi nó đẹp xuất sắc luôn ấy. Ôi mấy chị ơi, đẹp chưa? Rồi lên hàng tặng trước nha mấy chị nha, chị ăn trước nha cả nhà nha. Tặng một con túi to đi cho nó vui thì à, một con túi to, một con túi nhỏ đi mấy chị ha. Đẹp không? Trời xuất sắc luôn khách ơi. Rồi xem like chấm bài tương tác cho Hải đi cả nhà ơi. Xem like cho em xin nút chấm bài tương tác cho mấy chị nha. Rồi sao ta? Đây à. À đây. Ôi kìa không mấy chị ơi, màu trắng mà xinh chưa. Này có miếng tét da này kia luôn hàng. Đẹp mấy chị ha. Rồi lên hàng tặng đi cả nhà ơi. Tặng một con túi to. Trời hốt của Gigi nè mấy bà. Đẹp đi đi. Ở trên chị nào có xin xem chút chút không mấy bà? Có xem chút chút không? Thấy bạn gì mà ghi bên ở ngoài Ninh Hiệp á. Rồi mấy bà hỏi chị ơi có order cái túi này không, nhiều lắm nha, vô đập không mình hết cả nhà. Xong bữa nay em về cho mình được nè. Nó là bằng y như của ghi luôn đó cả nhà. Ồ, cả túi zin nữa nè. Xịn lắm nha. Trời ơi nè, trời ơi xịn lắm luôn á cả nhà ơi. Tôi nói là mình bán hàng hàng gì quên rồi, hàng xây thôi nha, nhưng mà mình chạy theo trend thôi bị. Rồi lên đi cả nhà ơi. Rồi lên tặng một con túi màu nâu đây của cái hot hot này đi cho nó vui nè. Đó túi này nha, màu này nha. Rồi có mình dùng cho em mã may mắn kèm số điện thoại đi, lấy liền cho em. Trời ơi đẹp quá cả nhà ơi. Rồi ghi dùng che mã may mắn kèm số điện thoại đi cả nhà. Tặng con này đi nha. Đây nè, có miếng tép da nè, vải nè cả nhà. Bên trong của nó nè. Rồi lên liền che mã may mắn đi, tặng con siêu phẩm nó có một con thôi, đem ra tặng cho mấy chị nha. Rồi ghi dùng che mã may mắn kèm số điện thoại, chia sẻ like lên cho mấy chị nha. Một lần vào trang cá nhân, một lần hội nhóm để chế độ công khai. Cho em xin nút thả tim thả like đi cả nhà ơi, để em đứng lên em like cho mấy chị nha. Đứng lên like cho nó khí thế cả nhà. Rồi con mình dùng che mã đi cả nhà. May mắn kèm số điện thoại đi cả nhà ơi. May mắn kèm số điện thoại nha mấy chị nha. Tương tác dùng cho em đi. Cho em xin nút chia sẻ like đi cả nhà ơi. Một lần vào trang cá nhân, một lần hội nhóm để chế độ công khai. Cho em xin nút thả tim thả like, tương tác bài viết nha mấy chị nha. Túi này đang rất là hot luôn á cả nhà ơi, mà mỗi mã hãy có một con.
con thôi nhưng mới chịu nha, hãy chi ăn hãy tặng luôn nhưng mới chịu nha, một con thôi cả nhà ơi, cứ dùng cho em mã đi cả nhà, may mắn kèm số điện thoại nhưng mới chịu nha, tương tác dùng cho em đi, không mình liên tục lên nhưng mới chịu nha, đừng không mình một lần, không mình một lần là nó không thấy đâu cả nhà ơi, nó sẽ bị kiểu như bị ẩn á, hoặc là người ta không mình nhiều nó sẽ đẩy không mình của mình nó bị lên trên đâu xa lắc à cả nhà nha, mới chịu nha. Rồi không mình dùng cho em mã may mắn kèm số điện thoại đây, chị nào được may mắn đi cả nhà ơi nha, mới chịu nha, vô nhanh đi rồi bắt đầu hãy sẽ lên like nha, mới chịu nha, tặng vui hoan hỉ nha mấy bà ơi. Trời cái túi này mấy chị ơi, người ta nhận order 500-600 gì đó, 500-600 gì đó nha, mới chịu nha, hãy cũng like cho mình, giá chỉ có bình thường giá ngày trước thôi nha, mới chịu nha, chứ không có bị đắt nha, mới chịu nha, bao giá toàn quốc cho mấy chị luôn, chị nào mua túi của nhà em cũng biết nha, mới chịu nha, giá lúc nào cũng rẻ hơn ở ngoài tầm khoảng 70-80 ngàn đó nhưng mới chịu nha. Nhiều lúc người ta cùng lấy với Hải luôn đó cả nhà ơi, mà người ta đã bán đắt hơn là giá là 80-90 ngàn rồi, còn Hải like cho mấy chị giá ba giả vẫn là như cũ nhưng mới chịu nha. Rồi chốt đi anh, lên mã may mắn kìa, sẵn rồi lên ra rồi cả nhà ơi. Chị nào đây, chị nào đây chia sẻ lên tương tác với em, đã lên mã với chị ra, lên mã may mắn kèm số điện thoại cho em, may mắn kèm số điện thoại dùng cho em nhưng mới chịu nha. Coi cái đơn thanh thảo nãy hồi nãy đi buôn hàng cho ai rồi, lên liền cho em mã dùng cho em, may mắn kèm số điện thoại đi cả nhà, may mắn nha mới chịu nha, may mắn kèm số điện thoại đi, rồi chốt đi. Hôm nay hàng được may mắn kèm số điện thoại lên giúp em đi ạ. Trời. May mắn là đi chứ nhiều, Hà Nguyễn 323 ha. Chắc xỉu luôn á trời. May mắn là đi chứ Hà Nguyễn 323 ha. Trời ơi, chắc em xỉu nha mấy chị ơi. Đó mấy bà thấy không? Trời ơi. Chắc không ai bắt trên bằng Hải đâu, thì bán rẻ mà bắt trên mấy chị ơi. Mà còn trên hàng tao ba, hàng Quảng Châu luôn với hai á chứ. Nhưng mới chịu nha. Đó. Trời ơi. Xuất sắc nha mấy bà ơi. Rồi tương tác lên cho mới chịu nha. Rồi lên cho mới chịu nha. Hãy like là 189 ngàn nha mới chịu nha. Rồi bắt đầu hãy lên hàng nha mới chịu ơi. Lên hàng nha. Con này hãy đầu like cho mấy chị nè. Rồi bắt đầu hãy lên hàng nha mới chịu nha. Lên hàng nè. Trời con túi nó đẹp thiệt đấy. Rẻ quá cả nhà ơi. 189 ngàn mấy chị. Đúng rồi, hôm nay chỉ lên túi nha mới chịu nha. Rồi em lên hàng nha mới chịu nha. Rồi cứ mình dùng cho em mã A1 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã A1 nha mới chịu nha. 189 ngàn dùng cho em ha. Cứ dùng cho em mã, dùng cho em mã A1 dùng cho em. Hãy có đúng được một con, mỗi mã nó chỉ có một con nha mới chịu nha. Tại vì cái này hãy là về hàng nó số lượng một con thôi nha mới chịu nha. Nên nó thành ra nó được nhiều mẫu đẹp cho mình ha cả nhà. Nên là chị nào lấy thì mình chốt nhanh nha mới chịu nha. Rồi cứ mình dùng cho em mã, dùng cho em, nhìn cái túi của nó nè. Mấy chị nhìn cái da dùng cho em nè. Nhìn cái da nha mới chịu nha. Cái da của nó rất là xịn luôn. Rồi cứ mình dùng cho em mã, dùng cho em mã A1 dùng cho em. Dây của nó sẽ là dây dài nha mới chịu nha. Nó sẽ có một cái bảng dây nè mấy chị nè. Dây bên trong như thế nào cho mình ha. Rồi mấy chị nhìn cái dây xích thôi, nhìn cái quay của nó thôi nha mấy chị nha, là biết xịn sò rồi. Cứ dùng cho em mã, dùng cho em mã A1 dùng cho em 189 ngàn. Xem like chấm bài tương tác cho em đi cả nhà ơi. Túi mã A1 với A1 tăng 9 đi ạ. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã A. Túi mã A1 189 mấy chị hả? Dạ không có ba lô á chị ơi. Đa số nhà em sẽ không có ba lô nha mấy chị nha. Ba lô thường kỳ này nó về lô riêng á cả nhà, nên là thành ra em không có về nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã A2 dùng cho em nha mấy chị nha. Buồn nha mấy bà ơi. Chốt cho em đi chứ, quá trời rẻ luôn. Bao giá toàn quốc luôn á. Đây nè. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã A2 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã A2 dùng cho em nha mới chịu nha. Một con nha mới chịu nha. Nó chỉ có một con thôi. Rồi lên liền A2 dùng cho em mã A2 dùng cho em 189 ngàn. A2 cho lên chi 189. Rồi lên liền cho em, xem like chấm bài tương tán cho em đi cả nhà. Ôi túi đẹp quá luôn. Từ xong nó móng cho em kìa. Wow. Trời ơi mấy bà ơi. Ủa em đi nha. Đẹp chưa. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã A3 dùng cho em 189 ngàn. Chắc không ai like luôn á cả nhà ơi, em nói thiệt luôn á. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã A3 dùng cho em 189 ngàn. Ủa mã A3 lấy ra 189 ngàn đi ạ. Xuất sắc luôn á. A3 trần lô 189. Dạ hãy đỡ rồi cả nhà ơi, hãy đỡ rồi mấy chị nha. A3 cho trần lô 189. Trời được lắm. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã A4 dùng cho em. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã A4 dùng cho em. Mấy chị ơi, A4 nè.
Lên liền cho em thấy gì nha. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã A. A4 dùng cho em, mấy chị nhìn dùng cho em hàng. Không mấy chị ơi, 189.000 thiệt luôn á. Không ai like giá này đâu cả nhà ơi. Cái túi của nó rất là xịn nha. Hàng chip cho mình. A4 thì ngọc bích 189. Nhìn hàng dùng cho em nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã A4. Rồi em lên cái con túi hot này luôn nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã A5 dùng cho em. Thấy này cho Nguyễn mà không biết lên mã chị ơi. Rất là xịn nha em ơi. Em đang lấy túi chị ạ. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã A5 dùng cho em. Chị nào chốt đi, cái con này rất là hot nha mấy chị nha. Người ta bán order 600.000 em mới chốt nha mấy chị nha. Và mỗi mã nó có một con thôi. Thế em mặc không có like, không có bán nha mấy chị nha. A5 mới ra 189 vô Quỳnh Như 585. Em mặc không có bán nha mấy chị. Wow. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã A6 dùng cho em. Thì hợp với cái này quá vậy. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã A6 dùng cho em. Chốt liền cho em mã A6 dùng cho Hải nè mấy chị. Lên liền cho em mã A6 nha mấy chị nha. A6 dùng cho em đi cả nhà ơi. Cái con này xinh quá mấy chị ơi. Nè bên trong là lốt da lộn luôn nha. Bên trong là lốt da lộn luôn nè cả nhà. Bên trong là lốt da lộn nha mấy chị nha. Xinh lắm ấy. Lên liền cho em mã dùng cho em A6 hình phượng 47. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A7 dùng cho em nè. A7 là bên trong của nó sẽ có một con túi bên trong cho mình luôn. Và con này là 7 rinh nha mấy chị nha. Con này là rinh dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A7 dùng cho em. Chốt liền cho em mã A7 dùng cho em. Con này mấy chị mang nó bền lắm nha. Không biết bao giờ cho nó bền. A7 189 lên cho em cho Hà Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Đây con này nữa mấy chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A8 dùng cho em. Chốt liền cho em mã A8 nha. 189.000 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A8 xuất sắc luôn phải bà. Xuất sắc nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A8 dùng cho em. Đẹp không mấy chị ơi nha. Hết rồi chị ơi, nhìn nghe ơi. Xịn xò lắm nha. Nhìn cái dây nè mấy chị nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A8 dùng cho em. Chốt liền cho em mã A8 đi cả nhà. Lên liền cho em mã A8 nha mấy chị nha. 189.000 bao giá toàn quốc cho mình luôn á. Da của nó rất là xịn nha. Con này là hàng của công ty luôn đó cả nhà. Đây nè. Bên trong của nó sẽ có cho mình một con túi bên trong nữa nè. Một con túi bên trong nha. Lên liền cho em mã đi cả nhà. Mã A8 đi cả nhà ơi. Trời nó nóng. Xem like chấm bài tương tác cho em đi cả nhà ơi. Xem like chấm bài tương tác cho Hải với nha. Hôm nay nhiều hàng đẹp lắm nên là sẽ lên từ từ nha mấy bà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A9 dùng cho em. Con túi này mấy chị ơi, chị nào mà kiểu như là mình mặc quần jean này kia nha mấy chị nha. Mấy chị nhìn dùm em cái túi nha mấy chị nha, rất là đẹp luôn. Bên trong của nó sẽ có dây, cái túi này mã này nó lạ nè cả nhà. Nha mấy chị nha, con túi này mẫu rất là lạ luôn. Trước giờ em chưa bao giờ em like đâu cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em mã A9 có một con thôi. A9 lên cho em cho tìm hay rồi A9. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em siêu phẩm này mấy bà. Đẹp quá. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A10 dùng cho em. Lên liền cho em mã A10 dùng cho em. Lên liền cho em mã A10 nha mấy chị nha. A10 dùng cho em nó có một con thôi. Đẹp không mấy chị? Đẹp chưa? Lên liền cho em mã dùng cho em mã A10 dùng cho em một con nha mấy chị nha. Một con duy nhất luôn á, xuất sắc nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã A10. Lên mã A10 lên cho em 189 nha. Rồi con này nó sẽ có dây cho mình nè mấy chị nè. A10 Mỹ không tròn. Nó sẽ có hai cái dây nha mấy chị nha, gài vô nè. Đó. Mấy chị nhìn con túi dùng cho em nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 11 dùng cho em. Nó sẽ có cho mình là một bảng dây là mình đeo vai cũng được ha. Hoặc là mấy chị đeo đây nữa nha. Nó có dây dài cho mình luôn nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 11 dùng cho em. Hết mấy gì đúng mã em cho anh lên cho em mới chịu nha. Có con thôi cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 11 dùng cho em. Mã 11 đó cho em 189. Lên liền cho em mã 11 dùng cho em 189.000 dùng cho em. Rồi siêu phẩm 11 với 189 cho Thanh Tuyền. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 10, 12. 11 em còn 2 con giờ lấy cho em 189.000 đi học. Rồi lên liền cho em mã 12 chút đi. Trời ơi mấy hồ mấy bà ơi nè. Mua 300-400 ngàn không có hàng. Bây giờ 189.000 mà còn hàng đẹp nữa nè. Đẹp chưa. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 12 dùng cho em nha. Lên liền cho em mã 12, con này đẹp lắm luôn á cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 12 dùng cho em nè. 12 nha mấy chị nha, 189.000. 12 phước trần. Có một con thôi mấy chị ơi. Rồi lên tiếp nha mấy chị nha, hôm nay rất nhiều túi quá luôn
ai không biết là bán mẫu gì trước không? Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 10, 13 dùng cho em nè. Ôi, nó giống cái con lúc nãy nè cả nhà, nhưng mà nó là GG nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã 10, 13 dùng cho em. Chút liền cho em mã 13, cái mẫu này mấy chị mang thường xuyên cho em luôn nha mấy chịu nha. Nó lạ lắm luôn, nó sẽ có dây cho mấy chị thôi, dây dài bên trong á. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã 13, dùng cho em 189 ngàn. Lên mã 13 cho em 189 đi ạ. Lên liền cho em mã 13, có con 13 cho Thu Nguyễn 592. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 14 dùng cho em. 14 này xinh này cả nhà. 14 này cái mẫu túi này năm nay nó hết. Cái túi này mới chịu, mới chịu nha. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 14 dùng cho em. Cứ dùng cho em mã 14 nha cả nhà nha. 14 dùng cho em cả nhà nha. Rồi lên liền cho em mã 14, bên trong của nó sẽ có một cái bảng dây bên trong cho mình nha mấy chịu nha. Năm nay nó rất là hot những cái phom túi như thế này. 14 189 lên cho em ạ. Một con thôi nha. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã 14 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 14. Rồi lên liền cho em mã 15. 15 này là ba lô cả nhà. Ba lô hả đó. 15 này là dạng ba lô đó cả nhà. Ba lô nha mà nó có một con thôi. Trời em ít khi ba lô lắm. À, lên liền cho em mã, dùng cho em mã 10 à. 15 này chốt đi cả nhà. 15 này là dạng ba lô nha mấy chịu nha. Ba lô đó nó sẽ có dây cho mình. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 15, dùng cho em 189 nha. 15 cho em 189 đi ạ. Nha. Trời mấy bà đi khảo giá vô tư luôn, không ai bán túi mà rẻ như nhà hải đâu, phải khẳng định luôn á cả nhà. 15 cho chị à. 15 Trần Lương. Chỗ hải lấy mà người ta còn báo hải là hải bán lãi ít quá luôn á, một cái túi mà bán xong mà lãi ít lắm á cả nhà, không đủ tiền vận chuyển luôn á, hải nói thiệt luôn á cả nhà, đây là nói thật á chứ không phải là nói điêu với bà. 15 cho Phong Lan nha. Rồi lên liền che mã, dùng che mã, dùng 15 cho Sang Sang. Rồi lên liền che mã 15 nha mấy triệu nha, nó sẽ có cho mình một cái tái nè, chị nào mua hàng của em là biết rồi cả nhà ơi. Lên liền che mã, dùng che hết rồi. Rồi lên liền cho em mã 16 dùng cho em, quá xịn luôn. Cứ cốt liền cho em. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 16 dùng cho em. Chốt con có cứ cốt này may này cả nhà, sang lắm á. Mang đi tiệc này kia nha mới chịu nha. Mặc váy này kia rất là đẹp luôn, dây rất là đẹp luôn. Đây nè, bên trong nó sẽ có cho mình một cái tag nữa nè. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã 16 dùng cho em. Cốt này may nó là đẹp nha mới chịu nha. Mặc váy này kia may hợp lắm. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 16 dùng cho em. Lên liền cho em mã 16 cả nhà ơi, 16 nha mấy chị nha, 189 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 16, xem like chấm bài tương tác cho Hải với cả nhà ơi. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã 16 nè cả nhà. 16 nha mấy chị nha, túi cốt dùng cho em, chất rất là đẹp luôn. Da của nó đã lắm cả nhà ơi, nhưng mà không bao giờ bể phôm luôn á, không bể phôm nha. Lên liền cho em mã 16 dùng cho em nè. 16 nha, 189 đi ạ. Rồi con này mấy chị mang nó như là lớp vậy đó mấy chị. Như sao nè. Dạ, chị không lai váy con này không? 16 lên cho em 189 chị ơi. Lên liền cho em mã 16 của nó, nó giống như đây nè mấy chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè cả nhà. Con này là mình kiểu như làm lết cũng được nha, làm dây đê cũng được luôn nè mấy chị nè. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 17 dùng cho em. Trời ơi mấy bà ơi, cái 16 rất là đẹp nha. Vậy có lên lai túi không mấy chị ơi? Lên túi không? Lên túi không để biết mấy chị, để không là để bữa khác em mới chịu nha. Đây nè, của nó là da lộn dùng cho em, con này nó là da lộn nha mới chịu nha. Da lộn dùng cho em nè mấy chị nè, trời nó sang lắm nha mới chịu nha. Mình đeo cũng được, mình làm lết cũng được nha. 17 lên cho em 189 đi ạ, cho Yến Võ. Mấy chị nhìn dùng cho em nè, nó là da lộn dùng cho em, nó rất là bền luôn, có hai con này em. Rồi lên liền cho em mã 17 dùng cho em đi cả nhà. Lên liền cho em mã 17 dùng cho em. Bốt túi không mấy chị? Mã 17 à. Để em biết em like nè. Không có ba lô. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã mấy? Mã 10 à, thôi mấy? 18 dùng cho em. Lên liền cho em mã 18 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 18 dùng cho em đi cả nhà. Lên liền cho em mã 18 dùng cho em ha. Rồi trước liền cho em mã 18 dùng cho em đi cả nhà. 189 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 18 đi cả nhà ơi. Túi nè, trời con này mấy chị. Da của nó nè. 18 cho thì thay. Đó một con. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 10. 19 dùng cho em nè.
Rồi lên liền cho em mã 19 dùm cho em mấy chị ơi, không phải là như hàng thường đâu nha. Em nói trước là con này mấy chị mua 300 mấy ngàn, 300 mấy nha mấy triệu nha. Chất của nó rất là đẹp luôn đây nè. Nó sẽ là đen nha mấy triệu nha. Lên liền cho em mã dùm cho em mã 19 dùm cho em. Xích sắc luôn á cả nhà ơi, đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 19 dùng cho em nè. 19 nha mấy triệu nha. Ở đây của nó là theo cho mình luôn. Và chốt của nó mấy chị, cái này là để mấy chị mang đi du lịch hè đó cả nhà nha. Đi biển này kia mang nè. Là túi của nó sẽ là túi to và bên trong của nó sẽ có khóa kéo cho mình luôn. Có khóa nha mấy triệu nha. Đây nè. Có khóa nha mấy triệu nha. Có tag của nó luôn nè. Hàng hãng đó cả nhà. Đây nè. Rồi lên liền cho em mã 19 nha. Có dây kéo á chị, có dây kéo đây nè. Nó sẽ có cho mình một cái dây kéo bên trong luôn, một cái bảng to bên trong. Đây nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 19 dùng cho em đi cả nhà. Lên liền cho em mã 19 nha mấy chịu nha. 19 ba tàu. Chút liền cho em mã 19. Đây này nó sẽ có dây kéo ở 19 giữa. 19 rồi anh nha, nó sẽ có một phần dây kéo ở giữa để cho mấy chị để đồ nó không có bị rớt ra ngồi á nha mấy chịu nha. Đây 19 miệng dây nha. Lên liền cho em, và cái này là hàng công ty cả nhà ơi, nó sẽ có khóa kéo ở đây cho mình luôn này, chứ không phải là như cái hàng mà thường mình đi mua thường đâu cả nhà ơi. Nó rất là xịn nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 19 đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 20. Lên mã 19 cho em 189 đi ạ. Rồi chị nào mà hết những cái hàng mà kiểu như là mình may với cái gì cũng được á thì mấy chị lấy cho em con này nha mấy triệu nha. Hàng của nó sẽ là hàng công ty á, nó nặng chụp là cả nhà ơi. Cái túi của nó rất là đẹp nha, đây nè. Mấy chị nhìn dùng cho em cái phom túi này cả nhà, 189 ngàn, rất là đẹp luôn. Đây mấy chị. 20 vô hàng hộp. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 dùng cho em, hàng rất là xịn nha mấy triệu nha. Đây nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 dùng cho em, phun túi rất là đẹp luôn. Nhìn cái túi này mấy chị nè. 20 nha, 189 đi ạ. Quá là xịn nha mấy chị nha, 20 dùng cho em mấy chị. Rồi lên liền cho em mã 20 hình phượng. 20 189 ngàn dùng cho em. Xem like chấm bài tương tác cái hại với nhau mấy chị nha. Xem like chấm bài dùng cho em. Lên liền cho em mã 20 đi cả nhà. Rồi chốt liền 20 sang sang. 21 dùng cho em nè. Thôi. Em cũng có cái này em thích lắm cả nhà ơi, mang dễ thương lắm. Xem đây chấm mời thương tái chia sẻ lên với anh chị ơi. Mình mặc quần rinh mình thấy cũng đẹp luôn á cả nhà. Đây nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 21 dùng cho em. 21 nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 21. Lên mã 21 cho em giọt 189 cho tiệp hy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 22 dùng cho em. Rất đẹp nha mấy chị nha. Dưới đế của nó này mấy bà ơi, cái da này nó rất là bền nha. Hãy không xỉ túi nha mấy triệu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 22 dùng cho em. Lên liền cho em mã 22 dùng cho em ha. 22 dùng cho em, 189 ngàn dùng cho em. Đây nè, nó y như vậy mà màu đen nè. 23 dùng cho em nha mấy triệu nha. 189 ngàn cho chắc mấy bà đi lấy xỉ. 22 cho Triệu Nhi nha. Mấy chị mấy bà đi bóc lô đi cả nhà ơi, 200 cái còn chưa có giá này đâu, nó thật luôn á nha. Đừng nói là 189 ngàn. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 23 dùng cho em, màu đen dùng cho em, đẹp quá hề. Cái túi nó lạ cả nhà ơi, cái mẫu nó lạ đẹp lắm luôn á. Nhìn cái da nè, cái đế của nó nè mấy chị nè. Đế nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 23. Có không con? Một con đó cả nhà ơi. Rồi chốt liền cho em mã dùng cho em mã 24 dùng cho em. Lên 23 Quỳnh Liên. Rồi lên liền cho em mã 24 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 24 dùng cho em nè cả nhà. 24 nha mấy triệu nha. Rồi chiều lấy đi dùng cho em mã dùng cho em mã 24 dùng cho em. 24 này bên trong của nó sẽ có một cái túi này nè. Túi này là túi vải nha mấy triệu nha. Bên trong này cả nhà ơi, rất là rộng luôn cho mình luôn ha. Con này mình mặc đi, mình mang đi làm đẹp đó cả nhà. Mang đi làm được nha mấy triệu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 24 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 24 nha mấy triệu nha. 24 dùng cho em 189 nha. Lên liền cho em mã 24, xét em mặc không có bán mấy chị ơi. Lên mã 24 lên cho em 189 nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã Thái Thảo My chị ạ. 25 có một con nè cả nhà. Lên liền cho em mã 25 dùng cho em, một con duy nhất nha mấy chị. 24 của em hết chị Thảo My hả? Rồi lên liền cho em mã 25. Trời ơi, cho em mấy chị nhìn cái phom túi đi cả nhà ơi. Cái phom túi nó rất là đẹp nha. Đi nè. Lên liền cho em mã dùng cho em, bên trong là sẽ có dây hết cho mình nha mấy chị nha. Bên trong là có dây luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 25 dùng cho em. Nhìn cái dây túi nè, cái dây túi là thấy đẹp không? 25 Thu Nguyễn 592. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 26 dùng cho em. Ôi mấy chị, 26 túi to nè, chị nào túi to không? Cái hồi hải lai túi to lắm luôn á, cả nhà, chỗ này ít á, chỗ này ít túi to hơn á. Lên liền cho em mã dùng cho em. Bên trong là tặng kèm một cái ví nữa nè. Dây đeo nè mấy bà ơi.
dây cua sắt luôn nha. Đó, mấy loại dây luôn nè. Kèm cho mình một cái tép nữa nè. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã 20 nha. 26 dùng cho em túi to như mấy triệu nha. Dây đầy đủ cho mình bên trong luôn. Kèm cho mình một cái túi nữa nè. Lên liền cho em mã 26 Trần Thị Diễm. Xịn lắm cả nhà. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 20. 27 dùng cho em. Wow, đẹp nha. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 20 nha. 27 đi cả nhà. Chốt liền cho em mã 27 dùng cho em. Bộ bộ bự nó còn mấy cái túi áo nó còn rồi. Ôi đẹp nha mấy chị ơi. Lên liền cho em mã 26 Hà Nguyễn. Lên liền cho em mã 27 dùng cho em xịn sò này mấy bà ơi, mẫu túi này lạ nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 27 dùng cho em nè. Bên trong là có dây này kia cho mình luôn ha. Nhìn cái khóa cái mấy chị, cái dây xích của nó nè. Nha mấy chịu nha, bản dây dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 27 dùng cho em đi. Chốt liền cho em mã 27 đi cả nhà. Lên liền cho em mã 27. Xem like chấm bài tương tác cho Hải với đi cả nhà ơi, để Hải lên túi cho mình nha. Rồi cái dùng cho em mã 28 dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mã 28. Rồi cái này là em sẽ lấy một con nữa nha. Rồi sao mà xịn quá vậy trời. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 28 dùng cho em nha. Bên trong nó sẽ có cho mình là gài nè mấy chị. Em là xíu một con liền nha các bạn. 28 mình Quỳnh Mai. Em mấy chị lên liền cho em mã 28 dùng cho em, có khóa kéo. 28 vô Phong Loan. Lên liền cho em mã 28 dùng cho em. 28 Nguyễn Gia Gia. Có khóa kéo hai cái luôn nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 28. Rồi cái này để dành. Túi 28 cho Nguyễn Thảo. Để dành nha mấy chị nha. Để dành được nào mình đi. Lên mã 28 lên cho em. Lên liền cho em mã 28. Lên liền cho em mã 28. Thấy gì cây mô nè, 28 nào bi. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 29. Đúng một con duy nhất luôn. 28 cho chị à. Nguyễn Thảo 469. Rồi lên liền cho em, nó sẽ có một cái bản dây cho mình sạch đang đeo vai cũng được. 28 em còn vài con chờ lại cho mình chú em à. 29 dùng cho em một con thôi cả nhà ô. Cọc lã, toàn mẫu lạ đều không á. Này chị nào đi làm giáo viên bỏ cũng được nè. Giáo viên bỏ được nhiều đồ lắm. Có cái đó cả nhà ơi. Nó là bằng đây nè. 29 Phong Loan. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 30 dùng cho em. 30 hãy có một con thôi. 30 này là bên trong nó sẽ tặng kèm cho mình tới hai cái ví luôn cả nhà ơi. Một cái ví như thế này nha. Xong rồi thêm một cái này nè, có ba cái luôn đó cả nhà. Mã 30 bằng vải tinh. Lên liền cho em mã 30 dùng cho em một con thôi cả nhà. 30 nha. Lên liền cho em mã 30 dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mã 31 dùng cho em. 30 Mỹ Dung Tròn. Không xịn không đẹp không lấy tiền mấy chị luôn á. Đây mấy chị nè. Giống như là mấy chị làm lớp nó cũng rất là say nha mấy chị nha. Nó giống như là đây nè, nó làm cái họa tiết ở trên cho mấy chị nè. Mấy chị thấy không? Lên liền cho em mã, dùng cho em mã 31 dùng cho em. Lên liền cho em mã 31 nha mấy chị nha. Dây xích cho mình dây nè. Có cả dây đeo nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 31 dùng cho em có một con. Một có chị Bình Liên. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 31 dùng cho em. Một con nha mấy chị nha. 31 dùng cho em. Lên liền cho em mã 31 đi cả nhà ơi. Xem like chấm bài tương tác dùng cho em nha mấy chị nha. Rồi 31 cho em 189 vô thì bay. Yêu lắm nha. 32 dùng cho em. Trời ơi. Có nhiều hồ đi mua máy nè. 300 mấy đúng không cả nhà ơi. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã 32 dùng cho em. Đẹp xuất sắc luôn. Ba vô Hoàng Ngọc. Lên liền cho em mã 32 dùng cho em. 189 ngàn. Quá trời rẻ luôn á. Lên liền cho em Nguyễn Quỳnh Mai. Lên liền cho em mã 32 dùng cho em. Chốt con này đi cả nhà ơi. Sang mà đẹp lắm cả nhà ơi. Lấy về mặt nha mấy chị nha. Số với đồ á đẹp lắm. 189 ngàn bao rẻ toàn quốc luôn. Lên mã 32 đi cho em 189 ngàn chưa. Lên mã 32 dùng cho em. Bay thêm đi vô rồi. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 30 33 dùng cho em. 33 một con. Rồi lên liền cho em mã 33. Lên nhanh cả nhà ơi. 33 dùng cho em. 189 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 33.
cái bảng dây của nó thôi là mấy chị biết là em bán cho mấy chị là hàng xịn sò luôn, có miếng kết da cho mình. Bao bao nhiêu em? 189 đi ạ. Sẽ là đây. Lên em mã 33 dùm cho em có một con thôi. Chấm rồi, chấm mời thương 8 nhiêu em chị ạ? Bao bao nhiêu rồi không? Mã 33. Rồi lên liền cho em mã 34 dùm cho em chết các bạn ơi. Lẽ giờ lấy mấy con chứ. Ôi. Sao mà đẹp thế? 34 dùng chi, 34 nha, nhiêu dùng chi, lạ quá cả nhà ơi, 34 cả nhà, con này là 34 nha, nó sẽ có khóa kéo cho mình đó cả nhà, nhà em là hàng này là nó có khóa kéo cho mình luôn, xịn sò lắm luôn đó cả nhà, nó là đang nha mấy chịu nha, đang dùng chi mà lạ lắm, nha mấy con này mấy chị mua 300-400 ngàn á, 300-400 nha, lên liền chi mà ở dùng chi, 34 nha em ạ. Lên liền cho em mã 34 đi cả nhà, có một con thôi, xem like chấm bài tương tái dùm cho Hải với nha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã 30, 35 dùm cho em. Lên liền cho em mã 35 dùm cho em ha, đồ em bảo không có bán cả nhà ơi. 33 lên liền cho em mã 35 dùm cho em, 35 này có một con nè. 35 này về mấy chị lên phôn dùm cho em nha, tại vì cái này là em chưa bỏ lên phôn đó, mấy bà về mấy bà lên phôn thì. Lên liền cho em mã dùm cho em mã 35. 35 đổi vô. Đi dùm cho em mã 35 dùm cho em. 35 nha mấy chị nha, chờ lấy 35 đi 35. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 36 dùm cho em. Quá viết nha. Lên liền cho em mã 36 dùm cho em. Quá viết nha mấy chịu nha. 34 cho chị Gia My Nguyễn. 30 mấy? 36 này chị nào mà thích độc lạ mấy chị lấy đi, em nó học luôn á. Nhiều bà mấy bà đi mua hàng xây tiền tiểu á. Nha. Nó là bằng vải dùng cho em, nó giống như hắc mờ cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 36 dùm cho em. Lên liền cho em mã 36. Rồi chốt liền cho em mã dùng cho em mã 30, 37 dùng cho em. 37 này là dành cho chị nào đi làm công sở, chị nào đi làm văn phòng, bạn nào đi làm văn phòng nha. Đi học này kia này mấy chị nè, rất là rộng luôn nha, sẽ tặng kèm một cái ví bên trong cho mình luôn nè, kèm cho mình là dây nè. Nha mấy chịu nha, kèm dây cho mình luôn, cái túi của nó nè mấy chị nè. Rất là đẹp nha mấy chịu nha, cái này nhà Hải chưa có lên phone đó cả nhà ơi. Đây nè, hãy bỏ từ bao ra luôn, và cái da của nó mấy chị nè. Cái da của nó rất là bền luôn nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 mấy? 37 dùng cho em, bỏ được là laptop luôn đó cả nhà, iPad được luôn á, rộng lắm á. Đây nè, nó sẽ tặng kèm cho mình một cái túi bên trong nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 37 đi cả nhà. Chị nào lấy 37 đi, 37 dùng cho em ha. 37 bỏ anh đi. Dễ thương chưa? Nè, tặng cái túi này nữa nè mấy chị. 37 Thảo Yên. Đẹp nha. 37 đổi vô. Được tặng cái túi. Cái túi này bỏ điện thoại được luôn á. 37 lấy duyên của một con cuối cùng 189 ngàn ạ. Ê xin hiền. 37 Quỳnh Lê hết 37 ạ. Trời ơi dễ thương chưa mấy chị ơi. Ê, tính ra được lời thì dễ thương chưa. Hết 37 mấy chị ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 38 dùng cho em. Lên liền cho em mã 38 dùng cho Hải. Lên liền cho Hải mã 38 nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 38 dùng cho em nè. 38 nha mấy chịu nha. Hàng của nó là hàng này là hàng chip nè cả nhà. Hàng chip nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã 38, bên trong là sẽ có dây cho mình luôn ha. Một có một giấy gói thơ. Mà lắm dưới Hoài Ngọc. Nha, lên liền cho em mã dùng cho em mã 38 dùng cho em. Lên liền cho em mã 38. Rồi cứ dùng cho em mã 39 cho chị một cái bao hàng này đi. Mã 39 cái bao này. Mấy chị ơi, cái hàng này nè, ở ngoài nó sẽ có dán luôn là cái hình ảnh của cái túi ở bên ngoài luôn nha mấy chị nha. Để hãy cho mấy chị xem cái mã túi này nha mấy chị nha. Rất là xịn luôn, rồi em chúc. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30, 39 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 39 dùng cho Hải nha. Hàng chiếc như thế này nè mấy chị nè. Hàng chiếc nha mấy chị nha. Bên trong của nó là sẽ có giấy thơm cho mình nè. Đây mấy chị nè, hàng nó nặng lắm luôn á. Con này rất là xịn nha. Đây mấy chị thấy không, nó sẽ mô phỏng luôn cái túi này bên ngoài cho mình luôn. Đó, hàng này mấy chị nhìn cái bao hàng dùng cho em, nó chắc nụi luôn á cả nhà ơi. Hàng rất là đẹp nha. Con này bạn nào bán sốt nè, hoặc là bạn nào mà kiểu như là bán mà order này kia cả nhà, chuẩn hàng luôn nha mấy chị nha. 189 ngàn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 39 dùng cho em. Nó rất là xịn nha, em nói trước là rất là xịn luôn. Bạn nào bán sốt nhận cầm về cái túi là sướng lắm cả nhà ơi. Khách mà mua trực tiếp là biết hàng 300-400 ngàn liền á nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 à. 39 dùng cho em. Lên liền cho em mã 39 nha mấy chị hiểu nha. Nặng 39 sang sang. Lên liền cho em mã 39 đi cả nhà.
Lan liền. Bao nhiêu lên? Lan liền cho em mã 39 giùm cho em nha mấy chị nha. 39 này cả nhà. Rồi cái dùng cho em mã, dùng cho em mã 40 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 40 dùng cho em. Con này em sót một con này cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 40 dùng cho em. Mẫu này lạ lắm á cả nhà ơi. Nó sẽ khác những cái hàng túi mà như đợt trước á mấy bà. Nè. Lạ mà đẹp lắm. Nhìn cái đây cả nhà, nó sẽ có dây bên trong cho mình ha. Rồi lên liền cho em mã 40. 40 tìm hay. 41 đi mấy chị ơi. Lên liền cho em mã 41 đi. Em thề luôn, nó đẹp lắm luôn á. Quá sai luôn á. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã 40 à. 41 dùng cho em nha. Lên liền cho em mã 41 đi cả nhà. Chốt liền cho em mã 41 nha mấy chị nha. Nè, té túi là giá ngớt cho mình luôn nè. 41 là 189 nha. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã 40 à. 41 nha mấy chị nha. Đây nè. Đây em để. Đây nè cả nhà. 41 thị, 41 triệu nhi. Mấy chị nhìn hàng dùng cho em. Đó mấy chị thấy không? Nó sẽ mô phỏng cho mình cái túi lên đây nè. Nhìn hàng dùng cho em nha mấy chị nha. Là bà biết đủ hàng đẳng cấp chưa? Chị Triệu Nhi chọn thêm thì chọn với em 100 ngàn đồng tài khoản đi rồi. Là mấy chị đủ biết là hàng xịn sò đó. Em nói thiệt luôn á nha mấy chị. Triệu Nhi chọn thêm thì chọn với em à. Còn lên liền cho em mã dùng cho em. Quá VIP luôn. Lên mã 41 cho em 189 ngàn. À, em có cho mình một con túi hãng nè cả nhà. 41 chị em vợ. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 42 dùng cho em. Lên liền cho em mã 42 nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã 42 dùng cho em. LV dùng cho em. Nói chung là đợt này em ít khi bán những cái dòng này lắm nha mấy chịu nha. Ít lắm luôn. Nói chung là lâu lâu nó vô ở trong nó có thôi cả nhà. Chứ còn hiếm khi em like những cái dòng hàng thương hiệu. 41 Lan Phương. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 43 dùng cho em. Lên liền cho em mã 43. 43 khỏi phải bài luôn nha mấy chị nha. 43 dùng cho em. Lên liền cho em mã 43. Cái này là của nó là trúc nè. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 43 dùng cho em. Con này của nó là trúc nha mấy chị nha. Đây. Rồi lên liền cho em con này là túi vải dùng cho em. Túi vải ha. 41 chị Lan Phương không có gì nha. Rồi lên liền cho em mã 43 dùng cho em. 189 ngàn. Đúng rồi chị Triều Nhi. 42 cho Sang Sang. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 40. Dạ. Ừ, lấy cho con đi. Rồi lên liền cho em mã 43 dùng cho em. 189 ngàn dùng cho em. Lên 43 đi cả nhà ơi. Chút liền cho 43. Là gu của em luôn á cả nhà ơi nha. Mấy hồi em lượng em hay đi chốt lắm cả nhà. Toàn 300, 400 không lắm mấy bà ơi. Mà bây giờ về có 180. 43 lấy cho em 189 đi ạ. Chắc em đi ngất quá mấy bà nghe. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã 44 dùng cho em. Lấy 43 đi cả nhà ơi. Lên liền cho em mã 44. Chị chịu nha, chị không tập rồi anh chốt thêm chị ạ. Trời ơi chắc em đi xỉu mấy chị ơi. Xỉu nha. Nè. Bát của nó nè mấy chị ơi. Tình chua có kéo bên trong nè. Đã không bán túi thì thôi, chứ một khi em đã bán là mẫu nhà em hơi bị hốt nha mấy chị nha. 44 Yến Trần. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 44. 44 Bích Ngọc. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã 44 Nhi Nhi. 44 dùng cho em. Đẹp quá. Là đây đó hả em? Ba con rồi, tới cho em hết con. Đây mấy chị. Rồi lên liền cho em mã 45. Wow. Đẹp mấy chị hiền. Là nói chung với cái bao á. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã 40 à. 45 dùng cho em. Mấy con này mấy chị cần mang cho em nè. Sắp vô cái này là đẹp rồi nha mấy chị nha. 45. 45 đào mỹ cốt. Còn lên liền cho em mã, dùng cho em mã 46 dùng cho em. Lạ đẹp. Tặng kèm cho mình một cái túi như thế này nè. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã 46 dùng cho em. Lên liền cho em mã 46, có một con thôi cả nhà ơi. Ở đây nó sẽ là đây nè cả nhà. Nhưng mới chịu nha. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 46 dùng cho em. Lên liền cho em mã 46 nha, có một con thôi cả nhà. 46 dùng. 46 cho thì Diễm. Đây nè. Túi của nó đây mới chịu nha.
Rồi lên liền cho em mã 40 ha. 47 dùng đi. Lạ bỏ đến cái túi lại mà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 40 ha. 47 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 47 này cả nhà. 47 nha mới chịu nha. Mang đi làm này kia rất là sướng luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 47 nè. Mấy chị nhìn dùng cho em cái túi cũng 47 đấy chứ 189 à. Mấy bà nhìn nhận cái túi là thấy ghiền lắm. Tại vì nó hàng rất là xịn nha mấy chị. 47 thảo coi. Hàng cực kỳ xịn luôn á cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 47. Càng như thế này chứ tới 20, 21 là không 47 sang sang. Thiệt ấy cả nhà. Giữa có 20, 11 em lại không có những cái hàng 47 ăn bye bye. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 40. 48 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 48 đi cả nhà. Rồi chốt liền cho em mã dùng cho em mã 48 này cả nhà nè. Y như vậy luôn, hàng nha mấy chị luôn nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 48 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 48 này. Xịn không mấy chị ơi. Rồi chốt liền cho em mã 48 dùng cho em. Con này chị nào làm giáo viên này kia nha mấy chị luôn nha. Bỏ đồ vô tô luôn mới rộng lắm. Bạn nào đi làm công sở làm 48 cho em 189 đi ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 48 dùng cho em. 48 nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã 48 dùng cho em đi con nha. Xem lại chấm bài tương tác 48 cho em đi ạ. Xem lại chấm bài tương tác cho em với nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã 49 dùng cho em. Hai con. Rồi lên liền cho em mã 49 dùng cho em. Con này đơn giản nè cả nhà nè. Con này đơn giản nha mấy chị nha. Nhưng mà vẫn có dây bên trong cho mình nha. Nhẹ nhàng cho mình luôn. Không có bị nặng quá cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 49 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 49 nha mấy chị nha. Dây này cả nhà ơi, hàng con này hàng công ty. Con này hàng công ty nha mấy chị nha. Nhẹ nhàng lắm. 49 lắm rồi. Không to quá, không nhỏ quá nha. Nói chung mà chị nào mà ưng kiểu như vừa phải thì lấy con này. Lên mã 49 nha, 189 nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi cứ dùng cho em mã 50 dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mã dùng cho em mã 50 dùng cho em. Kỳ cục nha mấy bà nha. Ở qua trên trên kia mấy bà những cái màu mà cái những cái màu nổi như thế này mấy chị. Nó hot ơi là hot luôn ấy. Bên trong là lốt đỏ cho mình luôn nè. Ôi. Mấy chị nhìn dùng cho em cái dây nha mấy chị nha, xịn sò chưa? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 50 đi cả nhà. 50 nha mấy chị nha. Chị lấy 50 ghi 50 dùng cho em màu xanh nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 50 dùng cho em nè. 50 nha mấy chị nha. Cứ dùng cho em mã 50 dùng cho em. Coi gì gì đó báo cọc thì cọc có 500 đồng chứ mấy. Ai nói chuyện khoảng 500 đồng coi có tin nhắn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 50 mấy. 51 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 51 nha mấy chị nha. Đây. Chị lấy mã 51 chút liền cho em. Đẹp chưa mấy chị. Mấy cái phone túi này nó xinh gì đâu luôn á cả nhà ơi. Này nó hai màu cho mấy chị luôn. Hai màu nha mấy chị nha. 189 ngàn nhưng mà xứng đáng lắm mấy bà ơi. Nó rất là đẹp nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 51 dùng cho em. Chị chụp giao dịch là chị gửi với em mấy chị Triều Nhi á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 51 dùng cho em. Đây mấy chị nhìn hàng dùng cho em. Triều Nhi chụp giao dịch gửi với em, gửi với em bé giúp em á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 51. Có hai con thôi cả nhà. 51 nha mấy chị nha, hai con duy nhất. Mấy chị nhìn dùng cho em tới cái khóa này luôn nè mấy bà ơi, nó sáng trưng luôn cho mình luôn ha. Hàng của nó nè mấy chị, đế nè. Lên liền cho em mã 51, xem like chấm bài tương tác chạy với nha. Lên liền cho em mã đi cả nhà, mã 51 dùng cho em. 52. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 52. Trời mấy con này mà ế thôi nha mấy bà nha. Chắc em đi xỉu đây đó nha, không phải bán túi rẻ bằng nhà Hải luôn ấy. Nè. Cái túi nó đẹp mà nó nặng trịch luôn cả nhà ơi, rất là đẹp luôn ha. Bên trong là có khóa cho mình. Không phải bán như nhà Hải luôn á, thiệt luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Thôi cho thảo tôi. 53 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 53 đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 53 nè. 53 nha mấy chị nha, xịn sò chưa. Rồi chị nào lấy 53 ghi 53 dùng cho em.
Rồi chốt liền cho em mã 54 dùm cho em. 54, 53 đây. Giờ lấy 53 ghi 53 dùm cho em nha mấy chị nha. 53 là dai dữ này cho mình. Mà nó rộng lắm cả nhà ơi nha. Mày điểm sửa đồ này kia mấy chị may nha mấy chị nha. Nó vừa cho mình nó to nhưng mà nó vừa nó không có bị rờ kiểu như là to quá nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã 5 ấy. 54 ba lô dùm cho em. Ba lô bán 189 ngàn mấy chị. Trừ khi là vì trong lô này mới có thôi chứ còn bình thường em ít ba lô lắm cả nhà, tại vì ba lô nhập đắt hơn nha mấy chị nha. Ba lô dùm cho em, có dây cho mình luôn. Ba lô nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùm cho em mã 54 dùm cho em. Lên mã 54 lẹ để hết nè cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 54 dùm cho em. 54 em ơi. 54 là ba lô nha mấy chị nha. Ba lô dùm cho em. Ba lô 54 Quỳnh Liên. Đẹp. 54 dùm cho em. Cái dùm cho em mã 54 đi mấy chị. Lên mã 54 với em 189 đi ạ. Lên liền cho em mã 54 dùng cho em, 189 ngàn dùng cho em. 54 cho hồi âm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 50, 55 dùng cho em màu trắng cho em nè cả nhà. Sao em không có bán được màu nổi mấy bạn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 55 này có được 2 con thôi. 55 nha mấy triệu nha. 2 con, chị nào lấy 55 đi 55 dùng cho em. Thiệt ấy, đẹp chưa không? Ủa tội là mấy cái màu xanh là không bán được. Rồi chốt liền cho em mã 56 dùng cho em. Lên liền cho em mã 56 dùng cho em cả nhà. 56 này là khách phải hút liền nha. Phun túi rất là đẹp luôn. Nói trước là phun túi rất là xịn nha. 55 Thảo Phương, 55 hơi dài. Mấy chị lấy con này về mang nè. Con này mình sẽ dài vô cả nhà. Dài vô đây nha mấy chị nha, dán túi rất là đẹp luôn, cực kỳ thích dán túi như thế này luôn á cả nhà. Lên liền cho em 55 Thảo My. Mã 56 dùng cho em, xịn lắm cả nhà ơi, rất là đẹp nha. Lên liền cho em mã 56 rồi cái này lại cho chị. Rồi chốt liền cho em mã 57 dùng cho em ha, hết có hết cho mấy bà đây nè, 7 đinh nè. Nha mấy chị nha, hết của Gigi đó cả nhà ơi, nha người ta may cái nó đẹp đó cả nhà ơi. Nha. Rồi lên liền cho em mã 57 dùng chứ. Lên liền cho em mã 57. Chị nào xem chút là biết. 56 Thảo Phương. Rồi lên liền cho em. 57 số 7 màu. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 57 đi cả nhà. 57 hot lắm luôn đó. Em nè mấy chị. 56 đây nè. 56 đẹp không? 56 là mang như này cũng đẹp nha. Hoặc là mang chéo như này cũng đẹp. 56 đẹp lắm đó. 56 là nó sẽ có cho mình một cái đây nè. Bên trong là kì một cái túi nè. Mấy chị thấy không? Bên trong là kì một cái túi như thế này nha mấy chị nha. Kèm cho mình một cái túi. Chị Nhi là lấy cái gì? À, là lấy 50 mấy. Em mấy chị. Là chị Triệu Nhi, chị chốt mã 56 hay 57 à? Nó sẽ tặng khăn cho mình bên trong luôn. Cái 56. 56 Thảo Phương có rồi chị ạ. 56 rất là đẹp nha không? 56 này em còn một con đó, chị nào lấy đi. Trộn mang sướng lắm mà nó cái dây của nó cũng đẹp nha. Vậy thấy cái dây của nó mà em chưa có gài vô kỹ đó cả nhà, em gài xương xương cho mấy chị thấy rồi. Lên liền cho em mã 56 đi cả nhà. 56 nha mấy chị nha. Xem like chấm bài tương tác cho em đi cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 58 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 58. Quá đẹp. 56 cho Trang Nguyên. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. 57 Triệu Nhi. Không cái nào mà tưởng lại luôn á trời ơi. Phải nha. Mấy chị thấy không? Mấy cái này là túi dành cho mấy chị nè. Đi làm đi du lịch được có con nhỏ này kia luôn, rất là tiện luôn cả nhà. Lên liền cho em mã 58 luôn chị. 58 nha, con này có khóa kéo nè. 58. Rồi lên liền cho em mã 59 dùng cho em. Ủa hết rồi đấy. Mấy chị ơi. 58 Trà Nguyễn. Có cái hộp cô nữa là người ta bán hàng 600 mấy ngàn. Có cái hộp nữa là 600 mấy ngàn mấy bà ơi. Trời ơi có cái hộp nữa là 600 mấy ngàn đó. Mà có một con thôi. Trời ơi. 59 cho em cho Thơ Nguyễn. Xinh quá trời luôn ấy. Rồi lên liền cho em mã 60 dùng cho em nè. Chết mất thôi rồi. 60 dùng cho em. Lên liền cho em mã 60 dùng cho em. Ok.
Rồi lên liền cho em mã 60 đi cả nhà ơi, xinh quá luôn ấy. Rồi lên liền cho em mã 60 này cả nhà. 60 nha. Trời ơi đẹp quá luôn nè. Rồi lên liền cho em mã 60 dùng cho em 60 nha mấy chị nha. Xinh thật sự luôn ấy. Lên liền cho em mã 60 có miếng xếp da cho mình luôn, khóa kéo này, có dây bên trong cho mấy chị luôn ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã 60 dùng cho em. 60 tiệm hay. Xinh thật sự lắm cả nhà. Em mã 60 dùng cho em. 60 Quỳnh Liên. Lên liền cho em mã 60 đi cả nhà. 60 đi em Diễm Ly. Có hàng dán cái nãy. Nãy có bài nào chốt cái này bỏ chưa? Bỏ thôi. Rồi tiếp cái chị ơi. Không thì thôi giờ lấy cái túi đen ấy. Tay mấy chị ơi, đúng rồi. Bỏ thì thôi giờ đi. Nãy chị đánh đeo cái này. 60 Lê Cẩm Ngọc. Sờ leo coco mấy chị, em mã 61. Có hai con, hai con thôi nha. Rất là hot luôn á. Nè. Lên liền cho em mã 61 dùm cho em. 61 nha mấy chị nha. Sờ leo coco dùm cho em, có khóa cho mình luôn. Lên liền cho em mã 61 dùm cho em nha. Bán gì rẻ mà theo hơi bị chen nha mấy chị nha. Quá chen luôn á. Lên liền cho em mã dùm cho em mã 61 dùm cho em, có hai con cho 189.000. 64 Lý Giang 189 ạ. 62 dùng cho em. 64 Đài Trang Nguyễn, 64 cho Hà Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 62 dùng cho em mấy con. 62 dùng cho em, đẹp không mấy chị ơi. Đẹp nha. Đẹp. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 62 dùng cho em. Mấy chị ơi em đọc cái mã 60 là mã túi đen là mã 59 mà đúng không? Phải là em cầm đưa em đặt cái đưa em chưa đưa nó làm em làm đặt. Rồi lên liền cho em mã 62 dùng cho em đi, bỏ ra đi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 62. Rồi lên liền cho em mã 62, nghe đọc mã đi cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 62 màu xanh dùng cho em. 60 là Thảo Phương. Mã 62 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 62 màu xanh dùng cho em nè. Màu xanh rất là đẹp nha mấy chị nha. Rồi chốt liền cho em mã 62 nè mấy chị, 189.000 mấy chị nhìn dùng. 62 Thảo Phương. Đẹp kêu mấy chị nè. Ở cái này chị nào bán sốt là đúng bài luôn á cả nhà ơi. Số 2 với em 189 đi ạ. Cái này là đúng bài luôn á. Rồi con này em có một con thôi. Rồi lên liền cho em mã 60. 63 dùng cho em duy nhất một con nha. Rồi lên liền cho em mã 63 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 63 dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mã 63. Ok Thảo Phương nha. Rồi chốt liền cho em mã 63. Cái ba này có một con thôi. Rồi chốt liền cho em mã dùng cho em mã 63 một con luôn cả nhà. Đây, đẹp chưa mấy chị này? Một con duy nhất nha mấy chị. Số 3 hồi ôm. Hàng chip cho mình luôn, một con thôi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 60 nha. 64. 64 này em like 200 nha. 189 lên liền cho em mã 64 dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 64. Rồi chốt liền cho em mã 64. Hai chị hồi âm á. Lên liền cho em mã 64 nha. 64 nha mấy chịu nha, 189 nha. Em đùa đó nha, em vỡn đó mấy bà ơi, 189 ngàn nha. Em bỏ ra rồi chị Quỳnh Liên ơi, mấy chị nghe đọc đọc dùm em nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 60 nha. 65. 65 dùng cho em. Sau tư Dương Thanh. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 60 nha. 65 dùng cho em. Lên liền cho em mã 65 nha. Trời ơi nó đẹp quá cả nhà ơi. Tặng cho mình một cái túi bên trong nha. Túi nó này mấy chị xịn sò lắm luôn á. 60 mấy. Cái này là 65 dùng cho em. Lên liền cho em mã 65. Không có cái bảo trân. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 65 dùng cho em. Đẹp quá trời luôn á. 65 mỗi cục bớt. Lên liền cho em mã 65. Rồi chốt liền cho em mã 66 dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mã dùng cho em mã 66 nè mấy chị. 66 nha, nó sẽ có một cái bảng dây bên trong. Mới thì chốt mã kìa, anh Sơn đòi lên cho em ạ. 66 này là mấy chị may mình rút dây vô dùng cho em nha mấy chị nha em. Mình sẽ rút dây vô nha mình cọt nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 66 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em cái gì. Ok, Thơ Nguyễn á.
66 đi em ạ. Rồi lên liền cho em mã 67 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 67. 67 này 66 cho Phước Trần. Nhìn dùm em mã 67 nè, mấy chị nhìn cái da dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em có một con thôi nè. Nhưng mới chịu nha. Lên liền cho em mã 67 dùng cho em. Lên liền cho em mã 67. Rồi lên liền cho em mã 68 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 68. Rồi chốt liền cho em mã 68 hãy có một con. 68 nha mới chịu nha. Nhìn dùng cho em. 68 là cái mẫu túi. 67 cho chị Uyên Uyên. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Mã 68 dùng cho em. Một con em mới chịu nha. 68 dùng cho em có con duy nhất thôi. 68 dùng cho em. Rồi con này 68 đi em Ngọc Loan Trần. Rồi dữ thương quá. Con này bỏ được nhiều lắm đó. 68 Thấm Toàn. Con này bỏ kiểu dữ thương cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 69 dùng cho em. Lên liền cho em mã 69. Thôi con này bỏ, chị nào mua cho con may cũng được nè. May con này là kiểu như là đeo nó lạ. Nhìn con này thôi chứ bỏ thôi được nhiều đồ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 69 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 69 dùng cho em. Bỏ mã 66 của Phước Trần đi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 69. Trời mấy chị ơi sao mà chất nhầm nhiều thế mấy bà. Chị không cái này mặc quần kinh. 69 cho Hàng Nguyễn. 69 dùng cho em mấy con. 69 cho Trà Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã 70. Một con duy nhất. Ừ để em coi cái mã 70 này nó mấy bà. Da thì đẹp mà nó nó bị dơ. Em tặng mấy chị con này 140 đi cả nhà. 140 nha, đây nè. Nó bị dơ đây nè. Vì mấy chị lao ra một chút xíu thôi. Nha mấy chị hiểu nha, cái đường này nó bị dơ một chút xíu thôi. Vì mình lao ra một chút xíu là được nha. Mã 7 mấy? Mã 70 giùm đi. 140 giùm đi. 70 nha mấy chị hiểu nha. Nhưng bù lại cái da của nó đã lắm. Em không có tặng chị ơi 100. Bộ nó không có like gì đằng Phương á. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 140 nha. Chị nào lấy đi liền cho em mã 140 dùng. Mấy chị gửi nó kèm giá luôn với em 140 đi ạ. Cái da của nó đẻ lắm luôn á. Mà cái mẫu túi rất là đẹp nha. Nó có một con thôi cả nhà. Lên liền cho em mã 140 dùng cho em. Rồi con này một con này mấy chị ơi. Mấy bà nhớ cái con này không? Con này vừa rồi em like mà em có tặng đầu like cho mấy chị có con duy nhất mà nhiều chị hỏi hãy còn hay không đó. Đây nè mấy chị nè. Mấy? 71 dùm cho em. Lên liền cho em mã 71 nha mấy chị ơi nha. 189 ngàn dùm cho em. Túi của nó sẽ là túi vải rút như thế này nè cả nhà. Túi vải rút nha mấy chị ơi nha. Rất là xịn luôn. Nó có một con thôi. Đi dùng cho em mã, dùng cho em mã 71 dùng cho em. Bên trong của nó sẽ có một cái túi nhỏ nữa nha mấy chị ơi nha. Con túi con vịt này nè các chàng. Đó, phone của nó là cái dây của nó là dây dài như thế này nha mấy chịu nha. Nó sẽ không có dây ngang nha mấy chịu nha. Chờ lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em mã 71 luôn cả nhà. 71 nha, 189 nha. Lên liền cho em mã 71 dùng cho em. Wow. Sao mà xịn thế? Sao mà xịn thế mấy bà ơi? 70. À. 72. Không phải màu lấy không em? Xin lỗi chấm mời Thương Thái chia sẻ like lên cho em đó chị ơi. Rồi bỏ nước vô chi vậy? Không biết. Thường là như vậy đó, cả nhà bên chung ấy. Nè. Trời ơi sao mà đẹp quá. Trời ơi đẹp quá. Mình chỉ tự nhiên thấy cái túi nó nặng nặng. Bé hai chú Yên Nguyên. Tặng thêm con chai combo chai nước của mình. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 73 dùng cho em vào. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 73 dùng cho em. 73 nha mấy chị nha. Rồi chốt liền cho em mã dùng cho em mã 73 nè. 73 nha mấy chị nha. Có một con thôi. Nó sẽ có một cái bản dây cho mình. Dây gì bên trong thấy đẹp đẹp mấy chị một con thôi. 73. Đó. Đó.
Rồi lên liền cho em. Bỏ lên cho em. Bỏ cái bơ, mấy đi. Mấy chị chốt hàng trăng chú em đó mấy chị hả? Mấy chị ơi, tự nhiên cho em đi rồi xả ra. Mấy hai cho trăng lên. Rồi lên liền cho em. Bởi ba cho chị vô ngoài ngọt. Gặp luôn cho mình đi. Bởi tư còn tháng 9 giúp em cho tìm hay. Mấy chị ơi làm ơn chút túi chắc tìm em đi cả nhà ơi. Thiệt luôn á. Miếng chẳng muốn bán luôn. Nãy giờ cứ lộn với nhầm hoài luôn á bà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 75 dùng cho em màu hồng với màu xanh dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 75 dùng cho em hồng và xanh cho mấy chị luôn nha. Rồi cái mà đọc mã thôi mà cũng nhầm lên nhầm xuống cả nhà ơi, cứ lộn hoài luôn á. Cứ đổ với cả. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 7 mấy? 75 dùng cho em màu hồng với màu xanh dùng cho em. Lên liền cho em mã nha mấy chị nha. Mã 75 dùm cho em, kèm màu vô dùm cho em, hồng xanh dùm cho em ha. 189 ngàn dùm cho em. Rồi lên liền cho em mã 75 mấy chị kèm màu hồng xanh ạ. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã 76 dùm cho em nha mấy chị nha. 76 dùm cho em. 75 hồng cho tìm hay. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã 76. 75 kèm màu lên dưới em mấy chị ơi. Này vì mấy chị gửi siêu ra dùng cho em nha. Đây này mấy chị nhìn cái da của nó. Ôi cái da của nó đẹp lắm đó cả nhà ơi. Nhìn cái da dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 76 dùng cho em nha. Trên túi này máy hồi xuân luôn. Lên liền cho em mã 76 dùng cho em có con đâu cả nhà. Giờ lấy 76 thì 76 dùng cho em. Lên mã 76 đi em 189 đi ạ. Lên liền cho em mã 76 dùng cho em. Rồi chốt liền cho em mã 77 này là của nó sẽ là mấy chị nó mai vô cho mình luôn nè. Em mấy chị nhìn dùm em cái đường nè. Đường chữ lên chấm bà tương đối chia sẻ la lên với em mấy chị ơi. Con này mấy chị nó là sẽ là kẹp nách á. Bạn nào mà thích kẹp nách thì lấy liền con này cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 77. Lên liền cho em mã 77 dùng cho em. 77 nha mấy chị nha, kịp nách. Cái này hãy chưa có bỏ gì vô bên trong hết cho cả nhà ơi. Nên là về mình bỏ đồ vô nha mấy chị nha. Cái da của nó bền lắm á chị, nhìn dùm em cái da của nó nè. Mấy chị nhìn cái đường kim mũi chỉ nè. Nha. 77 cho vợ hết rồi chị mời heo ơi. Rồi lên liền cho em mã 78 dùng cho em, mini dùng cho em. Lên liền cho em mã 78 mini màu xanh đẹp cho nè. Mini nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 78 dùng cho em. Chút liền cho em mã 78 nha mấy chị nha. 78 dùng cho em. 78 cả nhà ơi, mini nha, con này màu xanh mini rất là đẹp luôn. Được chưa mấy chị ơi, màu rất là đẹp ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 78 dùng cho em, mini màu xanh nha. Chị nào lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em. Mã 78. Xem like chấm bài dùng cho em chứ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 79 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 79 mấy chị. Lên liền cho em mã 79 em có một con. Một con nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 79 dùng cho em. 79 bên trong của nó là lốt da lộn. Con này là bên trong là lốt da lộn nha mấy chị nha. Da lộn dùng cho em. Da lộn ha. Và cái túi của nó là túi nhỏ nhỏ cả nhà. Nhỏ nhỏ nha mấy chị nha. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em mã 79 dùng cho em nhỏ nhỏ nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 79 dùng cho em. 79 đi cả nhà ơi, có một con thôi. Chấm lại chấm màu cho đỡ đi cho em mấy chị ơi, lên mã 79 cho em đi ạ. 80 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 80. Xin quý vị. Nè. Có hai con dây cho mình luôn, mà đẹp quá cả nhà ơi. À, nhìn cái phom túi nè. Mã 80 dùng cho em. Lên liền cho em mã 80 đi cho Nguyễn Quỳnh Mai. Rồi lên liền cho em mã 81 nè. Đẹp chưa cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 81 dùng cho em. 81 mẹ cũng có một con. Có dây bên trong cho mình luôn ha. Hàng công ty này cả nhà.
Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 80-81 dùng cho em, nhìn cái chất da của nó. Rồi lên liền cho em mã 81, em có một con duy nhất nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã 82, con này là hàng thương hiệu nha mấy chị. Một con, hai con này nha. Lên liền cho em mã 82, con này hàng thương hiệu á. 81 hình phượng. Con này chị nào mà xem nhớ bạn hút cho, mấy bạn mua hàng đắt là biết á. Rồi lên liền cho em mã 82 dùng cho em, xinh lắm nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 82 dùng cho em, có một cò, hai con cây nha. Cái mã này là mã 82 nha, chị lấy 82 ghi 82 dùng cho em. Con này bỏ được nhiều đồ lắm cả nhà, ôi rộng lắm nha. Nhìn nó là nhỏ nhưng mà mang bỏ được nhiều lắm đó cả nhà. Nó sâu ấy. 82 thấm toàn. Bên trong của nó là lốt bỏ da lộn cho mình luôn, lốt da lộn nha mới chịu nha. Của nó sẽ có giặt cho mình luôn. 82 cho thầy mười mấy thầy. Giặt nha mới chịu nha, giặt logo này. Mua chì dùng cho em nha, lốt cho mình luôn, lốt da lộn bên trong. Tóm ai cho sang sang. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 83 cho chị nào mà trên này. Tại nào bắt trên những cái tóm ai cho Nguyên 83 dùng cho em. Lên liền cho em mã 83 dùng cho em 83 nha mới chịu nha. Con này là kẹp nắp, kẹp nắp nha mới chịu nha. Lên liền cho em mã 83 dùng cho em hậu trên đó. 83 với 189 nó mang em hết rồi. Rồi y như vậy luôn mấy chị ơi, mã 80 à. Rồi em bán tặng cho mấy chị mấy con cuối như thế này nha mấy chị nha. Mấy con này em bán hoài, đợt nào về cũng bán. Con này bằng con này vui xì nha mấy chị nha, mã 80. 84 dùng cho em tặng mấy chị 140.000đ. Đây nha mấy triệu nha. Lên liền cho em mã 84 dùng cho em 140.000. 84 nha mấy triệu nha, 140 dùng cho em. Con này nó vẫn đang hot lắm cả nhà ơi nha. Nhưng mà em bán rất là nhiều luôn rồi. Rồi lên liền cho em mã 85. Wow. 85 này mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã 85. Rồi lên liền cho em mã 85 cả nhà. 82 cho chị Huỳnh Phượng. Lên liền cho em mã 85. 140 cho Triệu Nhi. Rồi lên liền cho em mã 85 cả nhà. 85 nha mấy triệu nha. Chốt liền cho em mã 85. 85 này mấy chị mặc quần jean này cả nhà ơi, cái này là may thường xuyên luôn cho phải luôn hết, đẹp lắm. Lên liền cho em mã dùm cho em mã 85 nha. Con này mấy chị may hoài luôn á cả nhà ơi, mặc quần jean may đẹp lắm nè. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã 86. Tặng chị luôn 140 luôn. Nhưng mà nó chỉ có được có 2 con thôi. Cái này không có đang hay sao. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 80. 85 là 189 cho Thảo Nguyên. Rồi lên liền cho em mã 86 dùng cho em 140 dùng cho em. Cái này là túi điện thoại cả nha. Túi đựng điện thoại nha mấy triệu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 86 là đựng điện thoại nha mấy chị ơi, màu đen dùng cho em, màu đen nha. Giờ lấy chốt liền cho em mã 86 140 luôn nha, có hai con thôi, hai con nha mấy triệu nha. Đây điện thoại mấy chị ơi, mình cái túi nó cứng cáp lắm, nó cứng nó đẹp lắm nha mấy triệu nha, cứng cáp lắm á. Chị nào lấy thì chốt liền cho em mã 86 đi cả nhà. Giờ lấy 86 vì 86 dùng cho em. Xem lo chấm lại bên phải dùng cho em. 86 đi cho em 140 đi ạ. 140 nha mấy triệu nha, cứng lắm. Chị nào ông bỏ điện thoại lấy cái đó bỏ cho em. Để tặng mấy chị luôn 140. Rồi lên liền cho em mã 87 dùng cho em 189 nha. Lên liền cho em mã 87 dùng cho em, hết túi to rồi em ơi. Rồi lên liền cho em mã 87 dùng cho em. Lên liền cho em mã 87 nha mấy triệu nha. 87 dùng cho em một con. Màu đen dùng cho em nha, màu đen này được rồi, em có một con mấy chị ơi. Nó đẹp xuất sắc luôn cả nhà, mặc váy hay là cái gì mấy chị phối cũng đẹp hết nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 80
87 dùm cho em. Lên liền cho em mã 87 nha mấy chị nha. Dây cho mình đó, mẫu của nó là mini nha. Giờ lấy chốt liền cho em mã 87 dùm cho em. Lên liền cho em mã 87 đi cả nhà. Mấy cái mẫu mà túi to lại hết rồi đó cả nhà ơi. Xem like chấm bài tương tác cho em với đi cả nhà ơi. Lên mã 87 nha, 189 đi cho mình lên. 88 dùng cho em, con này là phải nói là bền nha mấy chị nha. Siêu bền luôn á. Bền lắm đó mấy bạn. Da miếng luôn á. Con này là da miếng nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 80 à. 88 dùng cho em nè. 189 nha, có miếng tết da luôn nha mấy chị nha. Rất là bền nha. Cái trước là con này mấy chị mang bền lắm nè. Cái này mấy chị mang thường xuyên luôn. Chị nào mà kiểu như là đi buôn này kia mấy chị mang cũng đẹp lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em 88 hồng nương. Rồi cái dùng cho em mã, dùng cho em mã 80 89 này. Wow. Lên liền cho em mã 89 cũng vậy nha. Con này là nguyên da nguyên miếng luôn cho mình luôn nè. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 80 89 dùng cho em một con này mấy chị. Đẹp không mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 80 89 dùng cho em có một con thôi. Chị lấy 89 đi 89 nè. 89 lấy ra 189 ngàn đi ạ. Xem lại chấm bài tương tác lên cho em cho em mã 90. Quá đẹp luôn. 89 dữ liệu 90 dùng cho em một con thôi. Lên liền cho em mã 90 màu đen nè. Chị nào mà không thích màu mè lấy màu đen đi cả nhà nè. Con này nè. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã 90 màu đen. 90 màu đen nha. Chị lấy 90 đen chốt mã 90 dùng cho em. Chị dùng cho em mã 90 dùng cho em. 90 lấy em 189 ạ. Lên liền cho em mã 90 dùng cho em 189 ngàn thôi. Quá rồi luôn cả nhà. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 91. Một con túi Chanel mini nha cả nhà nha. Form nó không có to quá, không nhỏ quá. Con này vừa đường điện thoại được luôn cả nhà ơi. Con này xinh lắm. Hãy like mấy chị con này 140 ngàn ha. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã mấy? 91. Mã 91 dùng cho em 140 ngàn. Mini nha mấy chị nha. Nhưng mà dây của nó là dây ngọc. Dây ngọc nha mấy chị. Chanel dùng cho em luôn. Ôi em sao nhiều dây quá vậy mấy bạn ơi, trong đây có dây nữa nè, dây mà dây đẹp lắm á, đây nè mấy chị, cái bản dây của nó, bản dây xịn ha. 91 dùm cho em nè, lên liền cho em mã 91 140 cả nha, nó nhỏ nên lại bán giá cao. Rồi lên liền cho em mã 92 một con nè, size không, cái này mấy chị mua về cho mẹ may đi cả nhà, con này phải size. Rồi lên liền cho em mã 92 dùng cho em 189 ngàn. 91 cho sang sang. Rồi lên liền cho em mã 91 thấy hình vàng. Rồi lên liền cho em mã 92 189 dùng cho em có 1 con thôi. Con này có 1 con nha. Con này thì sang. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã 92 dùng cho em có 1 con duy nhất thôi. 92 nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 93 dùng cho em 1 con này. Còn túi 1 con duy. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 93 dùng cho em. Chốt liền cho em mã, dùng cho em mã 93 dùng cho em. 93 nhưng mấy triệu nha. Chốt liền cho em mã, dùng cho em mã 93 có con này cả nhà. 93 nhưng mấy triệu nha, một con duy nhất luôn mà cái túi nó nặng chịch à. Cái túi nó rất là đẹp nha. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 93 189 dùng cho em. Chịnh sò luôn. Nó sẽ có cho mình là dây, bản dây nha mấy triệu nha. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 90 93 dùng cho em nè, có một con thôi. Lên liền cho em mã 93 đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 94 94 hãy có một con này, ba lô nha, con này là ba lô. Một con duy nhất. Con này ba lô này, chị nào lúc nãy hụt thì lên lại dùng cho em. Có một con, rẻ một con. Hồi nãy có nhiều chị hụt hết ba lô đó cả nhà. Một con thôi nha, mã 94 đúng không? Cái này 94 nha, một con. Ba lô nha mấy chị nha. Ba lô dùm cho em, nó sẽ có dây cho mình này. Đó về mấy chị gài ba lô vô dùm cho em. Lên liền cho em mã 94 đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 95 dùm cho em. Ủa cái ba lô đó mà không ai chú hả cả nhà ơi. Ba lô đó. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em. Nãy gì không mấy chị ơi, nãy không có đủ á. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã 95 dùm cho em. Nãy thì không có hàng. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 95 này mấy chị. Nhìn cái da túi rất ghê luôn á. Mấy chị nhìn dùng cho em.
mình dùng kem hàng nha mấy chịu nha, xịn lắm luôn á, rất là nét nha mấy chịu nha. Những cái túi của nó đẻ cho lên liền cho em, mãi dùng cho em, mãi 95 dùng cho em. Nhìn như vậy với những cái phom túi này mấy chị dễ xài nha mấy chị luôn nha. Mấy chị đi làm cũng được nha mấy bà ơi, mặc quần jean cũng được, mặc váy cũng được luôn, rất là sang luôn nè. Lên liền cho em, mãi dùng cho em, mãi 95 dùng cho em, chúc em mãi 95 dùng cho em. Lên liền cho em. Cảm ơn tôi tái chia sẻ lên với em mấy chị rồi. Trời ơi, xong mấy cái ba lô này là nha. 96 dùng cho em. Ủa? Hồi nãy thì mấy chị chốt không có ấy, giờ nó lại lồ ra được lẻ lẻ nè mấy bà. Có con nè, ví dụ như mấy cái ba lô này mua đắt đó, nó sẽ có dây để về mình tự gài vô nha. Cái này là nhà em chưa có gài vô đâu cả nhà. Ba lô này mấy chị mà có 189 ngàn, em ít khi bán ba lô lắm, tại vì ba lô nhập đắt lắm cả nhà. Mà ba lô mình về trong cái này nó cũng có ít đấy, được nào mới có ba lô, chứ còn mấy hồ là không hề có ba lô đâu mấy chị ơi. Bao nhiêu bà mấy rồi? Mãi 96 dùng cho em nè. Ba lô nha mấy chịu nha. Có 189 ngàn mấy bà ơi. Đẹp chưa? Cái này là ba lô nha. Về gài dây vô dùng cho em, nó có dây bên trong á, nhưng mấy chịu nha. Lên liền cho em, mãi dùng cho em. Ba lô mãi 96 đi em ạ. 96 đi cả nhà. Chờ lấy 96 đi, 96 dùng cho em. Lên liền cho em mãi 96 ba lô. Rồi lên liền 96 Trần Thuyền. 97 dùng cho em nè. Độc lạ chưa cả nhà. Rồi lên liền cho em, mãi dùng cho em, mãi 97 dùng cho em. Xem like chấm bài tương tác với em đi với cả nhà ơi. Đây mấy chị, con này nè mấy chị, con này là bằng cái gì đang nha mấy chị nha. Đang phối da dùng cho em nè. Lên liền cho em, mãi dùng cho em, mãi 97 dùng cho em, có một con thôi. Lên liền cho em, mãi 97. Chứ mãi phong lan. Rồi lên liền cho em, mãi dùng cho em, mãi 90. 98 dùng cho em, có một con nè. Để thằng hết. 98 này có một con nha, của nó là bằng cái gì ta, cái này gọi là bằng vải nè mấy chị, nó là bằng vải nha mấy chị nha, và nó theo cho mình, theo nha mấy chị nha, có một con thôi, nó là Dior đó cả nhà. Lên liền cho em, mãi dùng cho em, mãi 98 dùng cho em nha, có khó kéo cho mình luôn, lạ rất là đẹp luôn này cả nhà. Lên liền cho em, mãi dùng cho em, cái này hãy chưa có bỏ vô bên trong hết nha mấy chị nha, nó chỉ không như thế này, lúc mình mặc bỏ lên thì nó mới lên phun được cả nhà, đẹp chưa, có con thôi nha mấy chị nha, lạ đẹp hết. Cứ dùng cho em mã. Ok thì Trần Thuyền lên mã 98 cho em đi ạ. Lên liền cho em mã 98 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 99 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 99 nè cả nhà. 99 nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 99. Đeo vai nha mấy chị nha. Đeo vai dùng cho em. Lên liền cho em mã 99. Lên mã 99 lên cho em ạ. À, đây này túi to đây cả nhà ơi, có mấy mã túi to còn đây. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 100 dùng cho em này. 100 nha mấy chị nha, túi to mà nó tặng kèm cho mình tới hai cái túi này bên trong luôn. Em mấy chị. Nó có hai cái túi như thế này cho mình luôn, mấy cái dầm túi mà túi vải cả nhà mình may nó rất là bền nha mấy chị nha. Bền lắm cả nhà ơi, lâu cũ nữa. Đây nè. Nó sẽ có cái dây rút ở bên trong như thế này cho mình luôn, bỏ vô tư chị nào mày bỉm sữa nè, chị nào đi làm này kia nha mới chịu nha. Tặng hai cái túi bên trong cho mình luôn nè. Đó là tổng cộng là ba cái nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 100 dùng cho em. Lên liền cho em mã 100 đi cả nhà. 100 nha mới chịu nha. Phone của nó là không có to quá nha mới chịu nha. Vừa cho mình luôn. Có miếng tiếp da luôn cho mình luôn nè. Xịn sò thật sự luôn cả nhà. Đẹp lắm. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã 100 đi cả nhà. Lên liền cho em mã 100 đi mới chịu. 100 nha mới chịu nha. Giờ lấy 100 đi 100. Đây dễ thương chưa? 100 đó chú em à, 189 ngàn xem like chấm bài trên đó đó chú em mấy chị ạ. Sao vậy trời. Đẹp chú mấy chị ơi, mã số 1 dùng cho em nè. 189 ngàn nha, không ai lấy em lấy. Ê, cứ nói vậy. Nó là mini Dior cả nhà. Mà đẹp lắm nha. Nè mấy hồi tìm dễ gì ra mấy con mini thì like cái mấy bà cứ hỏi mini có không Hải ơi. Nè bữa nay nè. Dễ hơn chưa mấy chị, nó có một con thôi. Nào lấy thì chốt nha, không phải đi ra. Rồi con này là túi jean dùng cho em. Rồi con này là túi jean số 1189 Trần Nguyễn Huy Trâm. Rồi lên liền cho em mã số 2 túi jean dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 2 túi jean dùng cho em. Số 2 nha mấy chị hiểu nha. Số 2 này là túi jean dùng cho em. Túi jean nha mấy chị hiểu nha. Bên trong nó sẽ tặng kèm cho một cái túi nữa. Lên liền cho em mã số 2 dùng cho em. Số 2 nha mấy chị hiểu nha. Lên liền cho em mã số 2 có một con.
Rồi chốt liền cho em mã số 3 dùm cho em siêu phẩm này mấy bà. Rồi lên liền cho em mã số 3 siêu phẩm dùm cho em. Còn túi không nè. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã số 3 dùm cho em. Số 3 nha, mã số 1 hết rồi cả nhà ơi. Em tưởng không ai lấy em đứng lại nha. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã số mấy. Mã số 3 dùm cho em. Số 3 nha mấy chị nha. Có dây cho mình luôn. Đẹp. Cái này mấy chị may á, mình gài cái này cút cái này vô. Có cả dây đeo chéo luôn ha. Mấy chị ông đeo chéo cũng được cả nhà. Lên liền cho em mã dùm cho em. Đầu này mới có mấy cái túi vải nữa đẹp mấy chị ơi, nó bờ nó lạnh. Số 3 là cho em 189 cho em chấm bài tương đối với em đi ạ. Em like cho mấy chị nhận hàng trước 34/4/15 luôn. Số 4 giùm em. Cái này mà không chốt thôi em xuống like nha mấy chị ơi nha. Để khi khác em like cho mấy chị ha. Kiếm mẫu đẹp để chị khác like nha. Số 189 cho chị Thơ Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 5 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 5 đẹp chưa. Rồi lên liền cho em mã số 5 dùng cho em 189.000. Lên liền cho em mã số 5 nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã số 5 dùng cho em nha mấy chịu nha. Mã 5 dùng cho em. Mã 5 nha. Lúc like ba lô thì không chốt. Lúc không like mấy bà lại hỏi không có ba lô hả. Ủa tâm. Số 5 bên em 189 đi ạ. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số 5. 5 chương thị vàng. Chương thị vàng. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số. Mã số 6 dùng cho em. Đọc lạ đẹp. Đọc lạ đẹp nhưng mới chịu nha. Hàng thương hiệu. Mã số đó. Mã số 6 nhưng mới chịu nha. Của nó kiểu như là gốc như thế này cho mình. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số. Mã số 6 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 6 nhưng mới chịu nha. Mã số 6 dùng cho em. Số 6 lấy cho em 189 mã số 5 em hết rồi. Giờ lấy cho em mã số 6. Rồi lên liền cho em mã số 7. Số 7 này nó sẽ có dây đeo cho mình nha mấy chịu nha. Mấy chị có thể đeo vai được và có thể đeo đeo chéo được nha mấy chịu nha. Nó sẽ có hai cái bảng dây để mình gài vô đây nè cả nhà. Gài vô nha mấy chịu nha. Cái túi này rất là đẹp luôn. Túi hộp có cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số. Mã số mấy? Mã số 7 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 7 nha mấy chịu nha. 189.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 7 dùng cho em nha mấy chịu nha. Chút liền cho em mã số 7 dùng cho em 189. Số 7 đó em 189 đi ạ. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số 7 dùng cho em 189.000 dùng cho em nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số. Mã số 8 dùng cho em. Ôi. Số 8 này là cái chị ơi mẫu của nó đây nè. Số 7 cho Hoàng Nguyễn. Trời ơi con này đẹp quá cả nhà. Con này chắc lắm nha. Đây nè. Dây xích thôi hết cũng đẹp rồi mấy bà ơi. Cái bản dây xích của nó. Cái bản dây xích thôi nè. 8 vô Hoàng Ngọc. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số. Mã số 9 dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số 9 dùng cho em. Số 9 nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số 9. Số 9 này là túi vừa nha mấy chịu nha. Vừa cho mình luôn. Không có bị to quá, không có nhỏ quá dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số 9 dùng cho em 189 nha. Số 9 nha mấy chịu nha. Một con duy nhất. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số 9. Rồi chốt liền cho em mã số 10 đi. Con túi này nó xịn chứ. Nó nặng tay lắm cả nhà. Nặng tay mà nhìn cái túi nó chắc hết cả nhà kìa. Nhìn dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số. Mã số 10 dùng cho em. Mã 10 nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã số 10 dùng cho em. 189.000 dùng cho em. Đẹp lắm luôn. Con này là chiếc như thế này nha mấy chịu nha. Có bản dây, hai bản dây bên trong cho mình. Cái túi nó nặng mà nó đẹp lắm. Ghê chứ. Một bản dây to, bản dây nhỏ nha mấy chịu nha. Hàng công ty cho em luôn.
có 189.000 bao rẻ luôn á cả nhà ơi, bao rẻ nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã số 10. Mã số 10 dùng cho em, lên liền cho em mã số 10 đi cả nhà. 189.000 dùng cho em, đẹp quá trời luôn á, nặng tay lắm nha. Lên liền cho em mã số 10 dùng cho em, mấy chị nhìn cái túi nè, nó đẹp lắm cả nhà ơi. Mấy bà không tin mấy cái túi như thế này mấy chị mang á, nhưng mới chịu nha, mang có cái gì cũng hở hết trơn cả nhà. Số 10 lấy em 189 đi ạ. Số 10 lấy em mấy chị ơi, cho chịu nha. À, tốt này em có một con, ở lòng cái này em có một con thôi. Mã 10, 11 dùm em, có con duy nhất thôi. Mà cái túi nó nặng mà nó đẹp lắm. Tại vì cái túi này là hãng này nhưng mới chịu nha. Bao này luôn cho mình luôn, một con duy nhất này. Mẫu lẻ dùng cho em ha. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 11 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 11 nha. Giờ lấy 11 đi, 11 dùng cho em, có con thôi. Đây là em mã 11, hình như con đó nãy còn đúng không? Cái con em đang cầm đó. Nãy tụi em lựa ra nó có 11 cho chị Trần Thị Bích Liên. Có sẵn số lượng. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 10, 12 dùm em. Sao đứa nào like thấy cái mặt cũng chầm dẫm ra. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 12 dùng cho em. Lên liền cho em mã 12 dùng cho em nha, 12 dùng cho em, 189.000 màu xanh dùng cho em. Cái mẫu có em hết rồi cả nhà ơi, nó có một con thôi cả nhà. Một con thôi nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Điều đó kìa. 12 dùng cho em. 12 bằng kim lê. Rồi chốt liền cho em mã dùng cho em mã 10. 13, wow. Dạ đẹp nha mấy chị. Có 12 lên mã 12 cho em 189 nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 13 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 13 nha mấy chị nha. 13 dùng em, có một con thôi. Ờ, à, thế em mà không có bán cả nhà ơi, em mà không có bán nha. Đây nè, con này là đẹp nha mấy chị. Đẹp chưa? Có con thôi. Trong lưu nó có một con duy nhất đó cả nhà. Sang lắm nha mấy bà ơi. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 13. 13 hãy có một con thôi, duy nhất một con nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 13 dùng cho em. Bên trong của nó lót nè, hiểu không? Một con thôi nha, rộng. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 13. 13 lấy em 189 đi ạ. Dùng cho em mã 13 dùng cho em. Đây nè, con này nó có một con ba lô nữa mà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 14 dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 14 nha cả nhà. 14 là ba lô nha, có một con này, chị nào lấy không? Cái này là bị sốt lại đó, chứ lúc nãy lên là hết rồi. Nãy lên là hết rồi. 13 cho Hoàng Yến. Đây nè, 14 cho mấy triệu nha, ba lô dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 15 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 14 rồi âm. Rồi lên liền cho em mã 15 có một con nè cả nhà. 15 này hãy có một con thôi. 15 rồi ông ơi, chọn thêm thì cọc giúp em đi chị ha, cọc giúp em 100 ngàn rồi quản đi rồi cho tiết kìa. 15 con này là truyền thống nha mấy chị nha. Rất là dễ mang luôn, dễ xài luôn. Có dây bên trong cho mình luôn và mang rất là bền nha, tại vì cái này hàng công ty á cả nhà. Cái hãng này của em là em gửi cho mình là một buôn bán gì đó nè. Đây nè, hàng công ty nha mấy chị nha. Hàng công ty nha mấy chị nha. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em mã 15 dùng cho em, có một con thôi. Con này hàng công ty nha. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã 15. Lên liền cho em mã 15 đi cả nhà. 15 cho Hải nha. 15 là hàng công ty á, thì nào lấy thì chốt đi em. 15 với em 189 đi ạ. Rồi em có một con túi đá, em tặng mấy chị luôn. 100 tô. Chọc đi đâu em chốt tiếp cho mình chị hồi âm á. Một con thôi. Này chắc mang mang bền. À, kiểu như là bạn nào mà kiểu thích mặc đồ thể thao này kia, mặc quần jean mà mang kiểu tuyệt nách cũng đẹp lắm. Hàng đá tiền tiên 140 một con thôi, một con nha. Cái này là vải, cái này không có thấm nước đâu cả nhà, con này không thấm nước. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 16 dùng cho em 140 nha, có một con thôi, duy nhất một con. 16 thảo tay. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 17 dùng cho em. 17 này mấy chị mang cho em kẹp à, mấy chị làm cờ lớp cũng được nha mấy chị nha. Mà mấy chị đeo cũng được luôn. Màu đen nó là nó đẹp lắm. Mã 10 à, 17 dùng cho em. 17 nha mấy chị nha. Con này là hàng xịn đó cả nhà ơi. Da của nó rất là đẹp luôn.
Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 10 à. 17 dùng cho em 189.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 17 dùng cho em. 17 cho mấy triệu nha. Chất rất là đẹp luôn, một con thôi. Giờ lấy đi dùng cho em mã 17. Mã 7 cho em 189.000 vừa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 10. 18 dùng cho em này. Lên liền cho em mã 18 tặng mấy chị con này luôn nè. Tặng mấy chị con này 120.000 luôn, một con thôi. Em coi có mấy con. Con này em được hai con nha mấy triệu nha. Lên liền cho em con này vừa đường điện thoại được nha mấy triệu nha. Tặng mấy chị 120 có hai con thôi. Chèo lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em 120.000 mua được cái túi hàng Quảng Châu thiệt tự luôn các bạn nha. Nha mà mang nó rất là bền, rất là đẹp luôn nha. Bỏ được điện thoại nè mấy chị nè. Túi đeo chéo như thế này nha. Lên liền cho em mã 18 dùng cho em 120 dùng cho em có hai con thôi. 18 nha. Với 120 à. Chốt liền cho em mã dùng cho em xinh lắm các bạn nha. Đơn giản dễ may. Bỏ được điện thoại luôn. 18 hoặc 20 cho Lê Hương Nguyễn. Đây mấy chị, bỏ điện thoại được nha. Còn không cái này chị nào mua cho con mang cũng được nha. Chị nào có con nhỏ mua cho con mang cũng được. 18 Thí Châu. Vừa vừa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 10. 19 dùng cho em. 19 rồi. Rồi em có cái con này. Con hết rồi mấy chị ơi, 120 hãy hết rồi. 18 em hết là chị sang sang chị chút ơi. Rồi lên liền cho em mã 20 dùng cho em 189.000. Đẹp không mấy chị ơi. Ủa nó bị dính đây một chút xíu. Cái dùng cho em mã đi cả nhà. Mã 20 đi em tặng mấy chị 139.000. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 dùng cho em 139 đi cả nhà. 139.000 nha. Rồi cái này em bán dỗ luôn á cả nhà ơi. Nè. Nhà cô đã là hàng 170 mấy rồi cả nhà. Hiếu Kiều. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 21 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 21 189.000 siêu phẩm luôn đó. Con này nó lạ lắm cả nhà ơi. Đẹp lắm nha mấy chị ơi. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 21 dùng cho em siêu đẹp luôn ấy. Ở bên trong là lốt da lộn nè cả nhà chứ không phải là lốt thường đâu nghe. Xịn lắm ấy. Liền em mã dùng cho em mã 21 dùng cho em. 21 cả nhà ơi. 21 sang sang. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 22 dùng cho em sang không mấy chị. Quá sang luôn á, 22 dùng cho em 189.000. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 22 dùng cho em một con cho sang nha. Thì con này chị thấy, chị nhớ chị ra chị xem tối thì bắt hai con không vậy? Không có, không có một con. Hai 189 rồi cho Linh chơi đi. Cho Bích Ngọc. Rồi lên liền cho em mã 20 nha. 23 dùng cho em. Lên liền cho em mã 23 túi cốt dùng cho em. Mấy cái túi cốt này mấy chị ơi. Mình mặc váy này kia cả nhà. Cầm nó say lắm. Chị nào đi tiệc tùng này kia cả nhà nha. Say lắm cả nhà. Nó sẽ có dây bên trong cho mình luôn ha. Váy là sẽ có một cái dây bên trong cho mình ha. Túi cốt dùng cho em. Lên liền cho em mã 23 dùng cho em. Giờ lấy 23 chút 23 nha. Có đế cho mình luôn này kia luôn nè. Xịn lắm cả nhà. Nha mấy triệu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 23 dùng cho em. Da túi đẹp lắm. Một con nha. Chúc em mã 23 dùng cho em 189.000. Lên liền cho em mã 23 đi cả nhà. 189 dùng cho em. 189.000 ha. Rồi lên liền cho em mã 24 còn mấy con. 24 được cái bao này. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 24. 24 này phải còn được hai con. Giờ lấy 24 đi, 24 dùng cho em. Cái túi nặng lắm nha. Cái này không nói xạo mấy chị luôn á. Hàng của nó tính ra tiền triệu cả nhà. Nhưng mới chịu nha. Tính ra tiền triệu nha, mới chịu nha. Nó rất là nặng tay luôn. Cái hàng này nó có nhiều hãng lắm nha mới chịu nha. Mà riêng cái hãng này nó xịn lắm mấy chị.
nó sẽ in luôn cái túi lên luôn cho mình luôn nè. Hàng của nó nè. Thường những cái túi này là hàng 500-600 ngàn nha mấy chị nha. Tính là tiền tiểu, nó là tiền tiểu. Chị nào lấy thì chốt liền cho em mã 24 dùng cho em. Tính ra là tiền tiểu nha mấy chị nha, chứ không phải là hàng mà hàng thường đâu mấy chị. Chị nào bán hoặc là nào chị nào mà đi tặng này kia cả nhà. Cái con túi này rất là sang luôn, mà nó xịn lắm. Bạn nào mà mua hàng xịn này hoài cầm vô là biết liền, nó nặng tay lắm cả nhà. Lên mã 24 189 đi ạ. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 20 nha. 25 dùng cho em, có một con. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 25 dùng cho em, một con duy nhất. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 20 nha. 25 dùng cho em, một con nha cả nhà nha. 25 này thì hãy có một cái thôi. Cái khóa của nó cả nhà ơi. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã 20 nha. 25 nhưng mới chịu nha, khóa của nó thôi cũng rất là xịn luôn rồi. 24 coi chiều lấy 24 chồng thì Bích Lan này, này cái khóa nha, khóa hàng công ty của nó đó, là khóa hãng của nó luôn á cả nhà. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã 20 nha. 25 dùng cho em nha, 25 nha cả nhà nha. Chờ lấy 25 đi, 25 lên liền cho em mã 25. Rồi chốt liền cho em mã 26. Chị nào lúc nãy mua cái cặp kia thì mua cái cặp này luôn đi cả nhà ơi. Cái cặp mà cái túi kia đó cả nhà, lấy luôn cái con này về xài luôn nè. Là nó giống như là đi theo đôi luôn á cả nhà nghe. Đây nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 26 đi cả nhà. Chốt liền cho em mã 26 nha mới chịu nha. Đây nè, túi của nó sẽ là túi vải nha mới chịu nha. Nó giống cái túi mà lúc nãy, cái túi mà chéo chéo bầu bầu nên này mới chịu, nó giống này. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 26 dùng cho em. Vải nha mới chịu nha, vải như này cho mình. Trời ơi, đẹp quá trời luôn nha mới chịu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 26 dùng cho em. Lên liền cho em mã 26 đi cả nhà. 26 nha mới tình yêu nha. Chờ lá 26 đi, 26 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 27. Trời ơi sao mà đẹp thế mấy chị ơi. Đẹp quá trời luôn. 26 Bích Ngọc. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20. 27 dùng cho em. Ủa, mua là được đôi luôn á cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 27 dùng cho em. Có một cái thôi à. Đẹp chưa? Sắc luôn, bằng dây luôn. Một con. Thôi vậy lấy cho em một tấm miếng thảo thôi. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 27. Rồi lên liền cho em mã 20. 28 dùng cho em. Đẹp. Quá trời quá đất mấy chị ơi. 28 dùng cho em. Quá đỉnh nha. Lên liền cho em mã 20 nha. 28. 28 này có túi to cho mấy chị luôn nè. Có một tờ một cái thôi. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 28. 28 nha mấy chị nha, một con thôi. Đẹp quá trời luôn á. Rồi lên liền cho em mã 20-29 dùng cho em một. 28 cho thì diễn. Trời ơi, cái này là chị này làm giáo viên nè, đi làm mà bỏ đồ đấy nó thì con mất vô tư luôn cả nhà. Ủa, con này còn một con này cả nhà nè. 20-29 dùng cho em. 29 cho mấy triệu nha. Dây cho mình nè, một con túi như thế này ha. Xong rồi tặng kèm cho mình thêm một con túi nữa, rất là đẹp luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20-29 dùng cho em. Đây nè mấy chị. 29 sang sang. Cái này về mấy chị bỏ điện thoại đồ ok la luôn cho em. Có cái túi như này nè. Rồi lên liền cho em ba lô hãy có mà hãy like hết rồi chị Thúy ơi. Hãy coi còn hay không. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mấy cái túi này mấy chị. Nhìn cái da của nó đã lắm cả nhà, nó mềm mà nó đã lắm. Nhưng mấy chị được nha. Cái này mấy chị mang về mấy chị bỏ đồ vô là nó cứng lên liền à, chứ không phải là nó bể phôm đâu. Y như cái hàng hiệu mà mấy chị mua luôn á nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. Mã mấy? Cái con này mã 30 dùng cho em.
lên liền cho em mã 30 nha mấy chị nha. 30 dùng cho em nó có một con. Rồi để thấy dài nữa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 dùng cho em. 30 nha mấy chị nha, cầm miền á. Còn là tấm. Nhưng mấy chị nha, ở dưới của nó nè. Lên liền cho em mã 30 dùng cho em dài dài lại. Cái gì mà em mã 30 cái này em mất á, ba lô như còn một con. Ba lô còn một con nè mấy chị. 30, 31 dùng cho em một con này chứ nè. Chị nào lấy không? Ba lô dùng cho em. Giờ lấy ba lô này cả nhà. Cái này về gài vô nha. Nó sẽ có hai cái dây ba lô để về mấy chị bỏ vô dùm em. Cái dây bị gài vô nha, ba lô này cả nhà, còn một con nha. Ba lô này bô lô xịn đó cả nhà ơi, nó chập cái nó bị lá nên mấy chị. Còn một con thằng kèm cho mình cái tấu này. Ba lô nha, giờ lấy chốt liền chưa. Cái này là ba lô kiểu nữa chứ không phải là ba lô thường đâu. Có một con nè, chị nào lấy không? Đi dùng cho em mã, dùng cho em mã. Mã 31 dùng cho em. Ở dưới của nó dán đế luôn cho mình luôn nè. Xịn sò lắm đó. Nhưng mấy chị hiểu nha. Của nó vừa cho mấy chị đó chứ không phải là to quá đâu. Nhưng mà bỏ được nhiều đồ lắm đó. Một con. Chị nào lấy thì chốt là dùng cho em mã, dùng cho em. Mã 31 dùng cho em. Một con nha mấy chị hiểu nha. 189 nha. Một con thôi cả nhà ơi. Đi dùng cho em mã 31 đi cả nhà. Rồi lên liền cho em 31 đi cả nhà kìa. Chị nào muốn hỏi ba lô cả nhà kìa. Rồi lên 31 chị Nguyễn Thùy á. 32 dùng cho em. Lên liền cho em mã 32. Ba lô còn một con cuối đó. Chị nào lấy đi, ba lô nó rất là đẹp luôn á cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 32 dùng cho em. 32 nha, có một con. Cái này bên trong của nó sẽ là có dây bên trong cho mình nha mấy chị nha. Có một cái dây dài. Nói chung là tặng Nguyễn Thùy lấy mã 31 lên là mã 31 giúp em chị nhá. Ba lô là mã 31 á chị chứ không phải là 51. Lấy ba lô ghi mã 31 dùm chị. Rồi cái này lên liền cho em mã 32, em có một con thôi. 32 này em có một con nha. Chốt liền cho em mã 32, một con duy nhất. Bye em Nguyễn Thị Vy. Rồi lên liền cho em mã 33 siêu phẩm dùm cho em. Con này lúc nãy chị nào hụt. 31 Nguyễn Thùy. 33 dùm cho em. 33 này em có một con thôi. Trời ơi, nó đẹp. Chị không tưởng lại luôn cả nhà ơi nha. Cái này mấy chị về mấy chị mặc quần rin nè. Mặc áo quần rin với lại áo thun á cả nhà. Hoặc là quần sọt với áo thun cho em nha. Nó hợp lắm cả nhà ơi. Nó sẽ in cái hãng của nó lên đây luôn cho mình. Lên liền cho em mã 33 chứ lộ 33 nha. Giờ lấy 33 ghi 33 dùm cho em. Lúc nãy em có lên một con đó cả nhà. Giờ nó còn sót một con. 33 lấy cho em 189 ạ. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 33 dùng cho em. 33 nha mấy chịu nha. Nhìn cái dây của nó nè cả nhà. Cái bản dây của nó nha mấy chịu nha. Rất là xịn luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em dập nè cả nhà. Dập logo hãng nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 33 dùng cho em. Cái khóa của nó nè cả nhà. Cái dây của nó, dây xích của nó rất là đẹp. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 33 dùng cho em 189 nè. 33 nha. Lên mã 33 với em 189. Một con thôi cả nhà ơi. Một con duy nhất á. Lên mã 33 cho em 189 ạ. Lên liền cho em mã 33 đi cả nhà. 189 ngàn liền cho em. Rồi lên liền cho em mã 34 một con. Nặng chịch luôn. Trời ơi, biết quá luôn cả nhà ơi. Cái này bà. Mấy bà nào mà cầm lên kia mấy bà mới thấy được cái túi em bán mà nó rẻ như thế nào luôn á. Nhưng mới chịu nha. Túi hãng dùng cho em luôn nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 34 dùng cho em. Có con nha mấy chị ơi nha. Con này nó thể khác với con lúc nãy nha mấy chị ơi. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 34 dùng cho em. Có con thôi, nó nặng tay mà nó đẹp quá luôn á cả nhà. Con này mấy chị để ý đi, mấy chị may nó không bao giờ lỗi hồi luôn nha mấy chị ơi nha. Bà Thư Nguyễn Thùy. Mấy con cuối như này mấy chị may đi, nó không bao giờ lỗi hồi luôn, nó rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi nha. Rồi cái dùng cho em mấy chị ơi, em có ba lô nha mấy bà ơi. Em không có ba lô nha mấy chị nha. Có thì em đã like cho mình rồi cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 35 dùng cho em, có một con luôn. Siêu phẩm dùng cho em. Lên liền cho em mã 35 dùng cho em, một con duy nhất nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30, 35.
Em biết sao chưa mấy chị ơi, mấy cái túi này em lại thích bán hơn là cái dòng, những cái dòng mà hàng kem đó cả nha. Thấy không, của nó là lót và xịn nha, có dập logo bên trong cho mình luôn. Mà mấy cái dòng này mấy chị may nó bền lắm cả nhà ơi. Rồi lên liền kem mã, dùng kem mã 30 nha, 35 dùng kem 35 nha mấy chị ơi nha, nó rất là nặng tay luôn. Giờ lấy 35 ghi 35 dùng kem. Lên liền kem mã, dùng kem mã 35, có một con thôi cả nhà. 35 phải có một con nha. Giờ lấy 35 ghi 35 dùng kem, 189 ngàn dùng kem. Lên liền kem mã 35. Em mấy chị, nó sẽ có nổi lên cho mình nha. Rồi lên liền kem mã, dùng kem mã 36 dùng kem. Rồi chốt liền kem mã, dùng kem mã 36. 36 nha mấy chị nha, 36 dùng kem nè. Đây cả nhà, nó sẽ là túi rộng cho mình luôn, bên trong là cũng dập logo luôn cả nhà. Bên trong là dập logo ha. Rồi lên liền kem mã, dùng kem mã 36 dùng kem. 36 nha mấy chị nha, tiện mang lắm mấy chị, mang đi làm cũng được nha mấy chị nha. Vừa đựng đồ cho mình luôn. Lên liền kem mã, dùng kem mã 36 dùng kem. 36 đi cả nhà. Lên liền mã 36 cho em 189 đi ạ. Rồi lên liền kem mã 37. Có chị nào hỏi con này nữa không? Còn đây cả nhà ơi. Xem like chấm bài tương tác lên đi mấy chị ơi, xem like chấm bài tương tác đi mấy chị. Rồi lên liền kem mã, dùng kem mã 37 nha cả nhà. À đây còn một con ba lô nè. Rồi lên liền kem mã 37 nè cả nhà. 37 này nó có dây bên trong cho mình ha. Mấy chị ơi, em còn một con ba lô nè. Không biết vì sao nó lại sốt sốt cái ba lô này. Còn một con ba lô nè, chị nào lấy ba lô không? Hello chị Xuân Vinh Trần ha, hãy còn một con ba lô nè. Chị nào lấy ba lô ghi liền kem mã ba lô. Ba lô nha mấy chị ơi nha, có một con nè. Nó lại hết rồi cả nhà ơi, mấy bà hỏi lại em lại hết. Xong em like cái không ai chốt hết trơn. Có một con ba lô nha mấy chị ơi nha. Cái này vì mình gài dây vô dùng kem, cái da của nó là dây. Rồi da của nó đẹp lắm. Cái này còn là ba lô kiểu nữa cả nhà, có được nhiều đồ nữa. Giờ lấy ba lô ghi ba lô dùng cho em nha. Em mấy chị, ba lô dùng cho Hải nha, có một con nè. Đó, lúc mấy bà hỏi em không có, mà lúc em like là không ai chốt trơn à. Còn lên liền cho em mã viết dùng cho em. Lên liền cho em mã VIP dùng cho em đi cả nhà. Mã VIP cho mấy chị ơi nha. Trời ơi, nó đẹp. Cái dùng cho em mã VIP cho mấy chị ơi nha, VIP thật sự luôn á. Nha. Khóa cho mình nè cả nhà, của nó là bằng vải nè. VIP lên 189 ạ. Trời nó đẹp. Đẹp cũng thiếu luôn á. Viết cho Hà Thu. Mà nó có chỉ có cái đào thôi. Rồi con này là túi to nha. Rồi chị nào lấy túi to ghi dùng cho em mã túi to dùng cho em. Lên liền cho em mã túi to nha mới chịu nha. Chị nào thích túi to lấy túi to dùng cho em. Túi to nha mới chịu nha, túi to nhẹ mấy bà yên tâm nha, rất là đẹp luôn, có dây dài cho mình luôn. Rồi lên liền cho em mã túi to dùng cho em, 189 ngàn dùng cho em, bỏ được nhiều đồ lắm nha mới chịu nha, hàng rất là xịn luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã túi to dùng cho em, túi to nha mới chịu nha, cái này mấy chị đựng đồ vô đi cả nhà, nó mới đứng phôn được nha mới chịu nha. Da của nó rất là bền luôn, nó chạy cho mình luôn, chạy vì một cái vì mấy mã túi con. Một con thôi cả nhà ơi. Giờ lên liền mã túi to 189 đi ạ. Rồi lên liền cho em mã túi xanh một con, lạ đẹp. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Túi to cho Sang, túi to cho Nguyễn Phương.
Rồi lên liền cho em mã túi xanh dùng cho em. Nhìn dùng cho em cái này nha mấy chị ơi nha. Con này mấy chị có thể làm lớp được nè. Làm lớp như thế này nha mấy chị ơi nha. Hoặc là đeo vai hay đeo gì cũng được hết đó. Lên liền cho em mã dùng cho em. Liền em mã túi xanh dùng cho em. Đeo chéo cũng đẹp luôn. Túi xanh cho em ạ. Cái dùng cho em mã, dùng cho em mã túi xanh dùng cho em. Túi xanh nha. Hãy hết túi to rồi chị Thị ơi. Chị Thị ơi, cho hãy coi còn mẫu nào hay không nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em túi to rồi đó còn cái nào không? Hết túi chưa? Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Đây con này mới chị mang. Ô con này mang sai lắm luôn đó khách. Con này sai lắm nha. Cái này à, cái chị thấy không? Làm lớp cũng được nha, có hai dây cho mình luôn. Con này sang lắm luôn đó cả nhà. Của nó là kiểu như là da lộn ấy, nó là da lộn nha mấy chị hiểu nha. Chèo lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em túi xanh. Rồi cái này ghi dùng cho em mã số 1 dùng cho em mã 1 189.000 mua về liền. Chắc chắn là cái bà đi du lịch nó bà phải có mấy cái túi như thế này. Túi xanh cho đây hơn Nguyễn. Nha, đi mà tại mà mấy cái chỗ mà điểm du lịch này kia mấy chị hỏi mấy cái túi này đi trên 300-400 nha mấy chị ơi nha. Mà đây là nhà em là hàng Quảng Châu nè cả nhà này. Hàng Quảng Châu ha. Và hàng của nhà em nó sẽ có phó kéo cho mình nè. Có phó kéo nha mấy chị ơi nha. Đây nó cũng có phó kéo cho mình luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số 1 dùng cho em 189.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 1 nha mấy chị ơi nha. Màu rất là đẹp luôn cả nhà. Màu đẹp lắm nha. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã số 1 dùng cho em 189.000 dùng cho em mã 1 dùng cho anh. Lên liền cho em mã số 1 189 lấy liền con đó đi cả nhà. Số 1 cho em 189 đi ạ. Lên liền cho em mã số 1 dùng cho em 189.000. Chết rồi. Sẽ lấy hết. Còn một con. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Con này túi to còn một cái này, chị Thì lấy không? Thấy con này nó tặng kèm cho mình một cái túi bên trong nữa này chị. Lấy thì báo Hải nha, có được một con cuối, còn một con cuối đó chị lấy đi. Nó sẽ có hai bản dây, nó y như con lúc nãy đó cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em, ghi dùng cho em mã này là mã số 3 đi. Mã số 3 nha mấy chị ơi nha, còn một con đó chị nè. Lấy thì báo Hải nha, mã số 3. Lấy cho số 3 cho Nguyễn Thùy. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 4 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 4 hay có một con. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 4. Mã số 4 dùng cho em. Mã số 4 nha mấy chị ơi nha, một con duy nhất. Lên liền cho em mã số 4. Số 4 con này đẹp quá à, nó vừa cả nhà. Chị nào không thích thì thích to lấy con này cho em nè. Vừa vừa nha mấy chị ơi nha, mã số 4 có một con thôi. Mã số 4, đây nè hãy còn một con cho mấy chị ơi. Số 4 màu tám chín lên cho em. Số 4 cho Hiền Mimo. Rồi lên liền cho em mã số 5 nè. Chị lấy cái này không chị? Đây mấy chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số. Mã số 5 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 5. Mã 5 này chị đang thẳng lấy không mà chị. Mã số 5 này đẹp lắm nè. Nó to nhưng mà nó vừa cho mình, nó không có bị to quá, không có nhỏ quá nha. Mấy chị đừng được thoải mái đó cả nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 5. Mã số 5 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 5 nha. Chốt liền cho em mã số 5 dùng cho em. Mã 5 nha mấy chị ơi nha. Mã 5 này đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi. Nó sẽ tặng kèm một cái tag này. Mãi hết những cái form túi nó có như thế này nè cả nhà nè. Nó đẹp. Tặng khăn cho mình nè nha. Tặng một cái khăn. 5 chân thuyền. Tặng một con túi bên trong nữa. Lên liền cho em mã số 5. Chút liền cho em mã số 5 nha mấy chị nha. Mã 5 dùng cho em. Còn một con, chị nào lấy mã 5 đi. Tặng kèm một cái túi bên trong nữa nha. Còn một con túi to nè. Lên liền cho em mã số 6 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 6. Hồi nãy như có một con túi này còn chứ còn như có cái con túi rinh mà đang phía trước đang mua thêm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 6 dùng cho em. Số 6 này mang bền lắm luôn nữa bạn. Mang mà em nói là không bao giờ mà nó rứt cái cua này luôn á.
nha. Cái con này này cả nhà lên liền cho em mã, dùng cho em mã số 6 dùng cho em nha. Chốt liền cho em mã số 6. Rồi lên liền cho em mã số 7 dùng cho em hot ghi ghi đây cả nhà. Hot ghi ghi cho mấy bà nha, hot ghi ghi trên tóc tốt này nha. Em thấy nhiều bạn cô chị có nhận đợi không luôn á, cái con túi này này cả nhà. Lên liền cho em mã số 7 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 7 dùng cho em. Sao lên đỉnh. Rồi lên liền cho em mã số 7 dùng cho em hot ghi ghi đây nha mấy chịu nha, 189.000. Đẹp lắm. Có một con thôi. Giờ lấy chốt liền cho em mã số 7. Lên liền cho em mã số 7 nha cả nhà nha. Mã 7 dùng cho em. 7 đi cho em 189 đi ạ. Lên liền cho em mã số 7 nha cả nhà nha. 189.000 dùng cho em. Giờ lấy 7 đi 7. 7 nghi ngay. Rồi lên liền cho em mã số 8 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã số 8, em đảm bảo mấy chị luôn á, vì mấy chị cầm cái túi này đi nha mấy chị nha. Y hàng mấy chị mua một chiều túi mà hàng mà gọi là hàng hàng super cả nhà nha mấy chị nha, gọi là hàng đẹp á cả nhà. Đây nè. Không có một cọng chỉ thừa trên cái túi nha mấy chị nha. Không có một cọng chỉ thừa luôn, form rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Cái da túi của nó này mấy chị nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số 8, em nói thiệt luôn á. Mấy chị cầm cái con này đi nha mấy chị nha. Y hàng mấy chị mua một chiều mấy của nhiều bạn người ta bán mà hàng hàng lời xịn đó cả nhà. Nha. Con này có hai con. Hai ba con, nhiều ba con. Con ở dưới đây, ở đây chỗ này. Rồi lên liền cho em mã dùng toàn con của Nguyễn Đầu Lai á. Tám Nguyễn Thùy. À còn một con số con nữa mấy chị. Mã đầu tiên, mã số 1 đầu tiên. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 9 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 9 nha mấy chị nha. Chốt liền cho em 8 Minh Châu, 8 Xuân Minh Trường. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số. Mã số 9 dùng cho em. Con này đẹp quá luôn. Con này đẹp quá cả nhà ơi. Con này mình có thể hai cách mang nha mấy chị nha. Một là mấy chị có thể mang rộng ra được, hai là mình có thể rút nha mấy chị nha. Đây nè. Mấy chị mang rộng như này cũng được, hoặc là mấy chị mang rút dây như này cho em cũng được luôn nha mấy chị nha. Mang cái túi lên xinh lắm cả nhà ơi. Mà có là còn dây dài mà bỏ được nhiều đồ. Mấy chị nào mà ưng rộng thì mấy chị bỏ như thế này cũng được, còn không mình có thể rút dây vô nè. Mình bỏ đồ xong mình rút dây vô nha mấy chị nha. Nhìn cái form túi của nó rất là đẹp luôn. Lên liền cho em mã số 9 dùng cho em, 189.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 9 đi cả nhà. Lên liền cho em mã số 9 nha mấy chị nha. Mã 9 dùng cho em. Chờ lấy 9 ghi 9 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 9 cả nhà ơi. Rồi em có con này cho mình nè. Này nó chị thấy có hai này. Rồi con này mấy chị nào không thích màu mè mấy chị lấy cho em cái con này. Không thích màu mè hay là không thích mà kiểu này kia mấy chị lấy cho em cái con này nha mấy chị nha. Balenciaga dùng cho em. Em có đen và em có trắng, mỗi mèo có một con thôi. Nha, đen trắng dùng cho em 189.000, hơi bị xịn sò nha mấy chị nha. Và rất là bền luôn. Mấy cái dòng dây như này mấy chị biết rồi nha cả nhà nha. Mang sướng lắm luôn, 189.000 dùng cho em. Rồi lên túi hộp cơm. Túi hộp cơm mini. Còn không mấy? Túi hộp cơm mini đợi chị chút. Bà. Túi hộp cơm mini. Cháy. Em đã bảo là hộp cơm, mấy bà còn kêu hộp cơm nữa. Rồi đen vô mấy ông ba. Trắng ơi bình thường. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em trắng đen á, đẹp. Chỉ có màu xanh thôi, màu gì. À không có màu mini em, cái form như thế này được không? Như hãy có cái dòng mini đó. Đây này hãy có xanh bữa xanh xanh này thì form nhỏ nè. Đó, xanh này là mini này nha mấy chị nha. Còn cái này thì form nó sẽ to hơn, có cả màu hồng nữa. Cái này là ghi dùng cho em mã xanh mini, còn cái này ghi dùng xanh lá là được thì 189.000. Nhưng mà con này nó là con này nó nhỏ hơn nè, nó nhỏ hơn cái form này nè nha. Rồi chị nào lấy xanh đi, xanh dùng cho em. Chốt liền cho em mã xanh nha mấy chị nha, 189.000 nhưng mà đẹp lắm em ơi. Nha, nói trước là không có một cái cọng chỉ thừa trên cái túi luôn á, rất là đẹp nha. Chị lấy xanh mini, ghi xanh mini dùng em. Chị nào lấy xanh này, ghi xanh này dùng em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Hãy chỉ có kỳ hai vì được cái màu nổi thôi cả nhà ơi nha. Mấy cái dòng này màu nổi về khó lắm đó cả nhà. Thiệt em ơi. Cái này trời. Em mấy bà. Còn cái mấy cái màu kia thì còn dễ chứ những cái màu này về hơi bị khó luôn. Mấy cái màu trên đó cả nhà kìa.
lên liền cho em mã dùng cho em màu xanh xanh mini. Cứ nói cho mấy thì vay. Lên liền cho em mã xanh mini đi cả nhà, 189 ngàn dùng cho. Cái con kẹp nắp này em bán tặng cho mấy bà đi, màu tím dùng cho em. Em cái nào nãy giờ cái này cứ chị để qua đây cái chụp lên chị với mình. Chị ơi, xem lại chấm bài tương tác chị em rồi. Thế em còn một con này, chị nào lấy mốt cũng được mà. Lấy đi cả nhà, nhiều lúc tìm một cái túi to không ra luôn á. Còn gì nào đó, còn hàng số lượng nào còn. Kèm cái túi nào chị, có cái túi á. Cái túi đen mà kẹp đắt á. Đen cái màu đó. Còn không? Hay là hết rồi. Đây này, cái con này chị thì lấy không nè. Em lấy một con là còn đâu được một con hai con gì đó. Lên liền cho em mã dùng cho em. Đi không mấy chị ơi. Cái dùng cho em mã này là mã kem dùng cho em, túi to kem dùng cho em nha, 189 ngàn. Cái con này mấy chị lấy đi cả nhà ơi nha. Mình lấy mình để dành nha mấy chị nha. Bao giờ mình đi du lịch nè, hay là mình đi đâu cả nhà, mình bỏ nhiều đồ á, thì mấy chị lấy nha mấy chị, mấy chị xài nha mấy chị nha. Nó rất là đẹp luôn, nó thời trang nữa cả nhà. Và không bao giờ nó bị lỗi thời đâu nha. Em nói trước cái con này mấy chị, mấy bà ví dụ mấy bà đi những cái điểm nào mà mấy bà đi du lịch đi, mấy bà đi mua đi cả nhà. Mấy con này nó rất là đắt luôn nha, chứ không phải là giá như em la đâu. Mà em, hàng của em là hàng nhập, hàng Quảng Châu cả nhà ơi. Cứ kem tôi đang thi nha. Và của em là nó sẽ có khóa kéo cho mình luôn. Ở đây nè, kem cho Nguyễn Thùy. Có khóa kéo nha mấy chị nha. Đây có khóa kéo luôn, có dập đây mình luôn nè. Khóa kéo nha mấy chị nha. Thì có 189 ngàn thôi. Nhiều lúc mình cần mình mua đắt lắm đó cả nhà. Mình đi du lịch này kia đó cả nhà kia. Hay là chị nào có con nhỏ này kia, mình bỏ nhiều đồ cũng được lắm cả nhà. Lên liền cho em mã túi kem to dùng cho em, 189 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã đẹp dùng cho em, mã VIP dùng cho em nè, 189 ngàn. Trời VIP không? Đẹp quá. Em là hay đi lướt lắm cả nhà ơi. Em lướt nên mà cái xong em kết vô là 300 mấy ngàn cả nhà ơi nè. Nhiều hồi mua 300 mấy ngàn, xong bữa sau thấy mình về hàng có 100 mấy ngàn nè. Lên liền cho em mã VIP dùng cho em nha. Chốt liền cho em mã VIP nha mấy chị nha. Lạ đẹp lắm đó cả nhà. Đẹp ơi là đẹp luôn, có một con nè. Chị lấy VIP dùng cho em nha mấy chị nha. Mã VIP dùng cho em. Ở đây của nó sẽ là đen mấy chị, nó là túi bằng túi đen đó cả nhà. Đây nó sẽ phối da nha mấy chị nha. Con này phối da cho mình. Lên liền cho em mã VIP dùng cho em, 189 ngàn. Con này nó có màu kem đúng không, nãy nó có một cái màu vàng, không một con đó. Chờ lấy túi VIP đi, túi VIP cho em đi cả nhà ơi. VIP bao nhiêu em, 189 đi ạ. 189 ngàn dùng cho em. Xem like chấm bài tung tán đi cả nhà. Để em còn cái gì em lên cho mấy chị ha. Chị nào vô sang không chốt được, có nãy có cái màu kem gì đó. Rồi cái này túi to này cả nhà, còn một con cuối cùng chị nào lấy luôn cho em đi. Trời nó đẹp quá cả nhà. Cái này có hai cái xích đeo cả nhà, mình đeo như thế này cũng được nè. Hay là mình có thể đeo ngang như thế này nha mấy chị nha. To rộng cho mấy chị luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em túi to nha, còn một con cuối đó. Túi to là hết sạch rồi đó. Thôi còn cái túi. Lên liền cho em mã túi to đi. Túi to cho em 189 đi ạ. Túi to nha mấy chị nha, 189 ngàn. Rồi lên liền cho em mã xịn dùng cho em. Xịn nha, cực kỳ xịn luôn. Để kiếm như bỏ nè. Túi to lên cho em 189 đi ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, mã xịn dùng cho em. Trời ơi nó đẹp mấy chị ơi, xịn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã. Túi to thì tốt. Lên liền cho em mã xịn dùng cho em nha. Xịn nha mới chịu nha. Túi to hãy hết rồi cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã xịn dùng cho em. Một cái thôi cả nhà. Trời ơi nó thiệt luôn á mấy bà ơi. Nhìn cái da túi thôi nha, đủ mê rồi đó. Cái khóa của nó cũng đẹp nữa. Lên liền cho em mã dùng cho em mã xịn dùng cho em. Một cái thôi cả nhà. Một con nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã xịn. Xịn dùng cho em. Rồi cái dùng cho em mã số 30 dùng cho em. Lên liền cho em mã 30 đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 đó chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 nha mấy chị nha. 30 này hãy có một con. Lên liền cho em mã 30. 30 này là túi vải. Túi vải nha mấy chị nha. Đây nó là chút viên em mã 30. Lên liền cho em mã 30 dùng cho em. Có cái bọc đen này. Lên liền cho em mã 30 dùng cho em. 30 mấy thì vây.
Rồi lên liền cho em mã 31 này cả nhà. 31 nha mới chịu nha, có một con. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 31 dùng cho em 31 nha. Chị Lê Cẩm Tú lấy con túi cố này không chị? Cho em cái con túi cố đó chị coi chị có. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 31 dùng cho em. Lên liền cho em mã 31 có một con này cả nhà. 31 nha mới chịu nha. Đây nè, chị lấy cái túi cố không? Túi cố hàng Quảng Châu đó cả nhà. Đây nè, có một con này. Chị nói lúc nãy hụt thì lên cho em đi. Đây nè. Con này nè. Con này hãy còn mấy con thôi cả nhà ơi. Em không lấy một con nữa. Từ bữa nay bán túi lấy hơi nhiều túi đó cả nhà. Túi cố nha mới chịu nha. Chủ là chủ đang gì nè. Một con cả nhà. Lên liền cho em ạ. Cái này là mã 31 nha. Còn chị nào lấy túi cố thì túi cố dùng cho. Chờ lấy túi cố đi, túi cố nha mấy chị nè nha. Chị nào lấy cầm mèn không? Là con này lúc nãy thôi hả? Thường thường hay sao? Rồi lên liền cho em mã 33 dùng cho em. 33 nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 33 dùng cho em nè. 33 nha mấy chị nha, hãy có cho mình được một con nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 33. Con này nó sẽ có dây đeo bên trong cho mình luôn ha. Mấy chị có thể đeo dài cũng được luôn, hoặc là mình cầm tay cũng được cả nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 à. 33 dùng cho em. Lên liền cho em mã 33 dùng cho em. Thôi ba lô này mấy chị. Ba lô này chị nào lấy thì chốt đi nha, còn không em đem vui. Đây cả nhà, cái này mình về mình gài vô là được nha mấy chị nha. Đây nè, gài vô cả nhà 189.000. Hãy ít khi bán ba lô lắm, nhưng mà thật sự là trong cái lô này nó có ba lô cả nhà, hãy mới biết đó, chứ không phải tưởng đâu là không có ba lô đâu. Thường là ba lô là nhà em về riêng đó cả nhà, chứ em không có bán chung lô đâu. Nhưng mấy chị nha, ba lô nó đắt lắm, thường ba lô về là lúc nào cũng hàng 2x hết trơn cả nhà. 2x đổ lên không á. Mà còn là ba lô kiểu nữa. Ba lô kiểu nha mấy chịu nha, ba lô này xinh lắm luôn á. Xinh chưa? Nha mấy chịu nha, mà nó không có bị to quá, nó vừa cho mình nha mấy chịu nha, bỏ được nhiều đó cả nhà. Chị nào lấy ba lô ghi ba lô dùng cho em, có được một con. Hết rồi cả nhà ơi, cái này em lên rồi. Tôi tốn lại cho hình phượng. Nha mấy chịu nha, lên liền cho em mã ba lô dùng cho em 189.000. Lên liền cho em mã ba lô dùng cho em 189.000. Chứ hình phượng đâu này mình nhiều rồi, chị áo trộn thấy mày cột với em à. Trời nó xinh lắm luôn đó cả nhà ơi. Mấy bà hỏi thì em like đồ like nó đã hết rồi. Cái gì thấy không? Cài vô thấy nó lại đẹp. Rồi nó kêu lại tính lấy không? Ba lô lấy cho em 189. 189 nè. Có chị Nguyễn Loan. Sao cái đình này là cái gì? Hỏi hết rồi cả nhà ơi. Rồi cái này hãy tặng mấy chị 120. Tôi dùng cho em mã 120 hãy có một con thôi. 120.000. Cái này mã túi trắng 120. Túi rồng. Rồi lên liền cho em mã xanh dùng cho em này. Xanh nha, tặng mấy chị luôn, giá là 139.000. Lên liền cho em mã túi xanh 139. Xinh chưa? Trời cưng quá trời luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em này. Có cái thôi, 100 mấy luôn rồi. 139. Dễ thương quá luôn ấy. Xinh ghê luôn ấy. Mà này, nó sót ở dưới nữa đầu. Nè, đẹp chưa? Đẹp thì tặng mấy chị luôn nè. 139.000 luôn có con thôi. Rồi bán tặng đó trời. Rồi 139 thì nhìn gì? Cái này hot lắm luôn á mấy bà ơi. Hot bên Trung lắm nha. Cứ chó 120 cho chị Minh Nam. Trời ơi, hot bên Trung lắm luôn á cả nhà. Xin dương 139 cho mọi heo. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em.
cái này chặt, chị bỏ lên đây cái này chặt rồi chị ơi. Cả nhà, cái này chị nào có con nhỏ mua đi cho mấy chị, mua cho bé xài dễ thương hết. Nhưng mà cái này túi hãng nha, 120.000 luôn. Lên liền cho em mã tặng 120. Mấy chị, đây nè, chị nào có con nhỏ mà ưng diện cho mấy bả cả nhà, mua mấy cái túi nhỏ nhỏ này nè. Lên liền cho em mã dùng cho em, liền cho em mã tặng 120. Lên liền cho em mã tặng 120 nha, hãy có một con thôi. Ok, Minh Nam, Minh Phước địa chỉ với em ạ. Tầm 120 Thanh Vị cô. Rồi cái này kia dùng cho em mã dùng cho em đựng điện thoại nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã đựng điện thoại đi cả nhà ơi nha. Cái này bị đeo một chút xíu vậy mấy chị la rồi nó sập à, 120 luôn. Lên liền cho em mã đựng điện thoại 120. Cái này nó không nhập được 120 đâu, phải nói trước nha. Cái này nãy nhập vô rất là đắt luôn á. À, bây giờ nó còn mấy cái túi nhỏ nhỏ như thế này. Túi đựng điện thoại mà nó nặng tay lắm, nặng tay lắm cả nhà ơi, phone đồ này kia cứng cốt lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em, riêng em mã túi đựng điện thoại dùng cho em. Con này mấy chị tiện mang lắm đó, tiện lắm cho mấy chị nữa nha. Riêng em mã điện thoại, không cái con này cũng không được luôn. Đó là tiếp tục quay ra chị, chị mở ra ngay cái chị nhỏ hình quay ra chị. Cái này được. Đây này có cái đường điện thoại lúc nãy nó có hai cái con màu đen á. Anh chưa đây nó có hai cái con màu đen. Đây. Ở đây mấy chị nè. Đây này hãy có cái con này. Hãy tặng 120 nè. Còn con này xịn hơn. Xịn này. Con này cứng cát mà đẹp lắm. Chị nào ưng lấy thì lấy cái túi đen này nè. Túi đen đường điện thoại này mấy chị. Bên trong là lốt da lộn á. Bên trong là lốt da lộn cho mình nha. Bên trong là lốt da lộn. Cái này mấy chị ghi giùm em mà túi đen đi. Em mang mã túi đen đi cả nhà, túi đen đựng điện thoại. Em nói thiệt luôn á cả nhà, em có cái túi này em mang hoài luôn á, nhưng mới chịu nha. Lúc mấy hồi cả nhà mua nha, nhiều lúc mua về để hoài luôn, không túi đen. Túi đen 120 lên, mã túi đen 120 vô. Sao đeo cả nhà, thấy nó tiện cả nhà, đựng điện thoại này với lại mình bỏ được ít tiền thôi mấy chị, mình không cần đem cái bóp đó cả nhà kìa. Là mấy chị nhét điện thoại vô với lại nó vừa mấy chị mặc với lại quần sọc lên đó. Mấy chị mặc quần sọc lên hồi tối mình đi cà phê này kia cả nhà, nói chung mà không có cần bởi vì mình mặc váy này kia cả nhà. Mình mặc quần rinh thôi mấy chị, phố lại mấy cái túi này xinh lắm. Hai cái 120. Đen 120 cho Nguyễn Thảo. Đen 120 cho đen Trang Thi. Rồi con này có một con này cả nhà, 189.000. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 189 có một con đó hết rồi. Con này thì hãy hết rồi nha mấy chị nha, 189.000 cho em. 189.000 có dây dùng cho em, con này là siêu bền luôn mấy chị ơi và siêu siêu đẹp nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 189 có một con thôi. Lên liền cho em mã 189 cho mấy chị nha, một con duy nhất nữa. Lên liền cho em mã dùng cho em 189.000 dùng cho em nha mấy chị nha, một con duy nhất không biết cay dùng cho em. Hết túi điện thoại rồi cả nhà ơi. Em được cái đặt đó lên đây là cái gì không? Hết túi điện thoại rồi cả nhà ơi. Rồi cái này chị nào lấy thì chốt liền cho em mà hãy dùng cho em. Số 1189 lấy cho em đi ạ. Đây nè, hãy có cái này chị thấy cái chị chốt nhiều mà nó đổ nên hãy bỏ ra nữa. Đây nè. Bây giờ nó không bị gì hết nhưng mà thôi cái này để em chụp qua em gửi cho kho lại cả nhà. Mấy chị thấy không? Mà thôi để mất công bán lỗ 120 đồng mà mấy bà nhận mấy bà lại kêu lỗ nữa nên là thành ra để hãy báo với người ta bên Trung đã cả nhà cho mình, người ta cho em tặng cho khách luôn. Bữa sau người ta thì em tặng cho mấy chị ha. Rồi lên liền cho em túi set 34 này cả nhà, set 34 nha mấy chị nha, set 34 nha mấy chị nha, set 34 nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, lên liền cho em mã túi set 34 189.000. Hãy có cho mình được một con này. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, mã set 34 dùng cho em 189.000 dùng cho em. Cho chị cái túi đen đó đi. Lên liền cho em mã set túi 34 dùng cho em 189.000 dùng cho em nha. 34 nha, tặng 3 cái tặng bên trong là hai cái túi nữa cho mình luôn nè. Hai cái nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Con này đẹp thiệt luôn á, dài dây rồi mới thấy đẹp. Nó sang lắm luôn. Con này mấy chị cứ lấy mà mang đi tiệc cho em nha. Dạ không có nha chị TikTok không.
Nãy cầm cầm không thấy đẹp. Ba muốn cho chị Nguyễn Thì. Chị bây giờ cầm lên thấy nãy đeo cái kia màu xanh vô thì em thấy nó đẹp dễ sợ. Xem like chấm bài cho em đi cả nhà ơi. Ôi trời. Ê mấy chị, cái này mình kẹp nách được luôn nha mấy chị nha. Kẹp nách này vô tư luôn, mang lên nó đẹp lắm cả nhà ơi. Lên liền cho em mã dùng cho em đi cả nhà. Chị ôm gì mình kẹp nách hay là mình mang nha. Nó sẽ có dây dài bên trong nha. Nhưng mà em thấy con này nó xịn lắm. Cái gì hãy không, nó sẽ làm cho mình kiểu như là nó làm cái hình này cả nhà này. Nổi lên cho mới chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Nhắn tin đặt hàng là đặt Facebook nào? Đặt cái gì em ơi? Ý là đặt hàng trên lái hả? Đặt hàng là hàng còn á, chị sợ không còn á. Rồi lên liền em mã túi đen dùng cho em. 189.000 dùng cho em. Tự nhiên lúc nãy không gầy dai vô thấy không có đẹp nha. Giờ gầy dai vô cái thấy nó thích ngang vậy đó. Đen cho chị Hiền Thu. Thiệt gầy dai vô cái nó đẹp sao mấy bà ơi. Nhìn cái túi nó sang lắm luôn ấy. Nè. Sang cực kỳ luôn á cả nhà. Mà màu đen nữa. Đen cần một con gì nào lấy đen đi mà đen. Màu đen nữa cả nhà ơi, phối rất là đẹp luôn. Rồi lên liền cho em mã túi công sở dùng cho em nè. Đen cho chị Bích Ngọc Đoàn. Lên liền cho em mã số 1 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 1 dùng cho em. Con này mà em bán mà 20-11 với chị không? Đẹp. Lên liền cho em mã dùng cho em mã mã 20-21 đi cả nhà. Lên liền cho em mã 21 nha mấy chị được nha. Tặng kèm mình cái tác hãng này. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20-21 dùng cho em một con nha mấy chị được nha. Lên liền cho em mã 21 có một con thôi. 21 một con mấy chị. Con này thôi em bán tặng cho mấy chị đi. 21 cho chị Lê Thị Quỳnh Sơn. Rồi lên liền cho em mã 22. 22 nha, em tặng mấy chị 140 đó chị nào ưng lấy thì chốt nha. Ông sẽ vô tủ em luôn. Dễ thương chứ. Dạ chứ. Không, con này chị thấy trên tốt tốt mấy đứa nó xài này nha. Nó là da đó nghe. Da đó nha mấy chị nha. Cái này của nó là da này nha. Nhưng mà mấy chị nó có thể xếp xếp hình như thế này được nè. Đó mấy chị thấy không? 22 dùng cho 140 dùng cho có một con. Thôi em bán 140 không ai chút nữa là vô tủ em luôn cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20. 22-140 cho Lê Thị Quỳnh Thơ. 23 dùng cho em. Lên liền cho em mã 23 dùng cho em 189.000. 23. 23 này đẹp lắm. Cái ba này xịn sò nha mấy chị ơi nha. Mấy chị có thể đeo đeo vai cũng được, có thể đeo chéo cũng được luôn. Con này là dạng như là vip đó cả nhà. Con này là vip nha mấy chị ơi nha. Lên liền cho em mã 23 dùng cho em. Lên liền cho em mã 23 nha. Mấy chị nhìn cái dây xích của nó. Này bạn nào mà hay thích mặc quần rinh á, hoặc là mặc quần sọt á cả nhà. Quần sọt rinh này với lại áo phông này kia nha, mang cái này là đúng hợp luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 23 dùng cho em. Ok chị Thơm nha, ok chị Thơm. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 23 dùng cho em. 23 đi cả nhà. Xịn lắm nha mấy chị ơi nha. Cái túi của nó nặng trịch à. Và nó thứ hạng luôn. Đây nha mấy chị ơi nha. Mấy bà chết mã QR là nó ra luôn á. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 23. Chết mã QR nó ra. 23 có một con gì nào đó 23 đi mã 23. Rồi lên liền cho em mã 24. Thì khoan quá nhỉ. Cái tô này đẹp nha. Đẹp. Em này, mấy chị nhìn cái đế túi dùng kia. Này. Lạ không cả nhà ơi, đẹp chưa? Lên liền cho em mã dùng cho em mã 24 dùng cho em 24, chốt 24 đi mấy chị. 24 này quên like. Giờ cuối like. 23 cho Trần Nguyễn Hay Trâm. Trời ơi buồn chưa. Chị Hình Phượng nhận thấy này cập giúp em đi chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 24. Thế thì cập giúp em nha. Thôi anh cả nhà ơi, chưa lên cái mã 24 này nè. Lên liền cho em mã 24 dùng cho em.
nè mấy chị, đế túi là bắn cho mình luôn nè. Lên liền cho em mã 24 dùng cho em. Trời sao quên mã 24189 cho Minh Châu. 24 dùng cho em 189 dùng cho em. Lên liền cho em mã 24 nha mấy chị nha, 189 dùng cho em. 24 cho Hà. Lên liền cho em mã 24 dùng cho em 189 kẹp quá. Tôi cho chị Anh Nguyễn. Nó còn một cái túi to này. Cái túi này túi to kia. Em mấy chị em có một cái túi túi này màu này được không cả nhà? 20 25. Lên liền cho em mã 25 này cả nhà. 25 nha mấy chị ơi nha. Chốt liền cho em mã dùng cho em mã 25 dùng cho em. 25 nha cả nhà nha, màu đẹp chưa? Rồi bán cho mấy chị hộp chiếc nha. Đây hộp chiếc nha, để một chút xíu. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 25 dùng cho em. 25 nha mấy chị ơi nha, màu này đẹp lắm á. Màu này đẹp lắm cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 25 dùng cho em. Chị lấy 25 với 25 dùng cho em nha. Xinh lắm đó cả nhà. Chị dùng cho em mã 25. Lên liền cho em mã 25. Rồi 26 em có một con. Rồi chốt liền cho em mã 26 189 ngàn nhìn chị. Kiếp này chắc em gần hết rồi đó cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã 26. Chị nào lấy 25 ghi 25, chị lấy 26 ghi 26 dùm em. 26 là mã này nha mấy chị nha. Đơn giản nhưng mà đẹp hết. Rồi em lên cho mấy chị hộp kiếp này nha mấy chị nha. Em like là 89 ngàn nhưng mà hôm nay em like một hộp như này tới 8 cái lần. Chứ không phải là một hộp 5 cái nha mấy chị nha. Tới 8 cái lần cả nhà ơi. Mà nó im thật sự luôn. Nếu mà chị nào mà thuộc quá cả nhà thì mấy chị lấy dùng cho em chip dùng cho em 8 cái cả nhà ơi, 8 cái nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, cái dùng cho em mã chip dùng cho em 89.000 dùng cho em nha, 8 cái lần cả nhà ơi. Và hàng mấy chị nào mà mua chip thì em cũng biết nha mấy chị nha, mua rồi là chắc chắn sẽ đòi hãy like chip rồi, lúc nào cũng vậy cả nhà ơi. Hãy ơi hôm nay đợt này có chip gì hay không đó cả nhà nha mấy chị nha. Chị nào theo dõi like của em là biết rồi. Hay có khách hỏi như vậy lắm cả nhà. Mà nó êm lắm nha. Có lớp bán cho mình luôn. Em lên cho mình giá là 89.000 8 cái luôn nha mấy chị nha. Chứ không phải là 5 cái như bình thường đâu nha. 8 cái dùng cho em. Và mang rất là xuống nha mấy chị nha. Mang cực kỳ hết luôn. Mà nó êm lắm. Nó co giãn cho mình nè. Mùa hè mấy chị mang mấy chiếc này. Và nó có cả nâng mông nữa cả nhà. Nó có cả nâng mông cho mình nữa nha mấy chị nha. Chiếc cho Thu Phương Đòn. Nó có cả nâng mông, mấy chị thấy nó cái bờ mông của nó không, nó sẽ căng ra một chút xíu như thế này nè. Chị mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em đi nè. Mấy chị thấy nó có hai cái quả mông không? Rồi lên liền cho em mã chip cho Minh Thì 89.000 cho Nguyễn Anh 8 cái nha mấy chị nha. Bình thường là em bán 90.000 chỉ có hộp 5 cái thôi, nhưng mà em về cái này được rẻ nè mấy chị nè. 89.000 tới 8 cái luôn nha mấy chị nha. Co giãn dùng cho em luôn. Và chắc chắn mấy chị mặc nó sẽ không có bị lằn cái này thì đó nha mấy chị nha. Nó có cái viền ở đây cho mình mát lắm cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã chip dùng cho em 89.000 8 cái dùng cho em luôn ha. Một hộp như thế này. Chip cho Sang Sang. Mấy chị nhận nó sẽ như thế này nè cả nhà. Nha, yeah, nhận nó sẽ như thế này. Chiếc em còn ít lắm mấy chị ơi, lên mã chiếc lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái máy này hả? Cái máy này ở đây nè. Cái này hãy có size L đó chị, 159.000. Rồi chị nào lấy chip ghi chip dùng cho em ha. Hộp này đem vô luôn. Rồi chị nào lấy chip thì ghi chip dùng cho em đi cả nhà. Chip cho An Nhiên. Cho em xem đầm nâu tiếp. Đầm nâu hãy có size L á chị. Đầm nâu này hãy có size L 159.000. Chắc hãy hết rồi sao. Có một con size L. Chắc cái này hình như hàng của khách gỗ may mái treo lên đúng không. Cái này hãy có một con size L này cả nhà này. Một con size L nha 159.000 á. Giờ lấy thì chốt em mã váy 159 size L. Áo quần đi cả nhà ơi, tối đi thì tôi sẽ like cho mấy chị nha. Đây nè, con này hãy có một con L 159.000. Chị nào lấy thì chốt nha. Này chắc của khách lo gọn nghe máy xong thì em bỏ lên đây sang tư. Cái này là foam nhỏ nè. Chị nào hết mấy cái foam túi như thế nào mà foam nhỏ không? Xinh không? Nãy là có mấy cái foam to nha. Còn cái này là foam nhỏ nè. Đẹp chưa mấy chị? Trời ơi xinh này. Vừa vừa cả nhà ơi. Cái này hãy có hai dáng cho mình luôn á, một là dáng to, hai là dáng nhỏ đó cả nhà.
Có ba lô không chị ơi? Ba lô Hải Line hết rồi chị bỏ Hồng Nhung. Đây nè mấy chị nè, đẹp không? Nó sẽ có hai phone mất cả nhà, nó có một cái phone to cho mình. Đây mấy chị nè, nó sẽ có hai phone cho mình, là một phone to và một phone nhỏ nè, mấy chị thấy không? Đó, chị nào ưng phone to thì lấy phone to nha, chị nào ưng phone nhỏ thì lấy phone nhỏ dùng cho em. Còn ba lô thì hãy hết sạch rồi cả nhà ơi, ba lô hãy hết rồi nha. Và chị lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em, to hay nhỏ nha mấy chị nha, 189.000 dùng cho em nè. Đó, chị nào ưng to thì lấy to nha, nhỏ nè. Của nó là vừa vừa cho mình nha, xinh lắm cả nhà. Nha, đơn giản nhưng mà đẹp lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em mã túi to hoặc lấy túi nhỏ nha, 189.000 dùng cho 189 dùng cho hả? Lên liền cho em mã túi to túi nhỏ nha, 189.000. Chị nào lấy chip nữa thì lên chip luôn nha mấy chị nha, hãy xuống like nha mấy chị nha, hẹn mấy chị tối nha. Tối hãy sẽ lên áo quần nha mấy chị nha, tối hãy lên áo quần và ngày mai nhà em sẽ đi đơn cho mấy chị nha. Nhà em gom like cho mình bữa hôm tối thứ hai nha mấy chị nha, do hãy bận ấy nên là hãy chưa có đi đơn cho mình được nha mấy chị nha, nên là ngày mai em mới đi đơn cho mình tối thứ hai nha mấy chị nha. Tối nay em gom cho mình like nữa, xong rồi ngày mai mới đi đơn nha mấy chị nha. Rồi hãy xuống like nha mấy chị nha. Bye bye mấy chị nha. Hãy cảm ơn mấy chị nhiều nha. Bye bye mấy chị.